Lightroom lần đầu tiên được phát hành tới người tiêu dùng vào đầu năm 2006 Khi đó nó là bản beta thôi, tức là bản thử nghiệm á. Tới đầu năm 2007 thì Mark Humbert mới phát hành bản chính thức đầu tiên là Lightroom 1.0 Cho tới cuối năm 2009 á, thì Lightroom nó đã phát triển tới bản Lightroom 3 Lúc này thì mình mới bắt đầu xài Lightroom Suốt từ đó tới nay là hơn một chục năm mà Qua bao nhiêu là bản nâng cấp, bản cập nhật sửa chữa thì hiện giờ cái bản mới nhất là Lightroom 2023 hay còn gọi là Lightroom 12.5. Hiện mình cũng đang xài cái bản Lightroom này, có nhiều thứ hay ho mà mình có thể nói về Lightroom lắm. Ví dụ như mấy các bạn hơi yếu thì có thể tối ưu Lightroom để chỉnh sửa hiệu quả và nhanh hơn. Quản lý file một cách chuyên nghiệp cũng giúp cho quá trình sử dụng Lightroom của bạn trơn chu hơn. Những cái ứng dụng AI thông minh với thao tác rất là đơn giản nhưng nó mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Có những cái công cụ rất là hữu dụng nhưng nhiều bạn lại ít dùng. Hôm nay mình làm cái clip này để giúp các bạn mới có thể học và hiểu được Lightroom căn bản Ngoài cái việc chia sẻ tổng quan về Lightroom thì mình nói cũng hơi sâu một chút về các nguyên tắc hoạt động của những cái thanh công cụ để các bạn nắm bắt được cái cách thao tác phối hợp các cái thanh công cụ chỉnh sửa trong Lightroom Cũng có nhiều cái cách để trình bày về các cái nguyên tắc hoạt động của Lightroom Nhưng ở đây mình cố gắng trình bày và dẫn chứng theo cái cách trực quan nhất có thể dựa trên những cái hình ảnh thực tế mà mình đã chụp để các bạn có thể hình dung dễ dàng. Mở Lightroom lên thì giao diện tổng thể của Lightroom nó là như vậy. Ở đây nó có cái ô inbox và export do mình chưa có im bọt hình vô cho nên cái ô ít bọt này nó chưa có sáng lên bây giờ mình im bọt hình vô ha khi mình click vào ô im bọt thì nó sẽ xuất hiện một cái cửa sổ im bọt ở đây ô bên trái này nó sẽ thể hiện những cái ổ cứng trên máy tính của bạn hoặc là khi bạn cắm ổ cứng rời thẻ nhớ hoặc là USB thì nó cũng thể hiện lên bên ô bên trái ở đây ở trên bốn cái ô này thì mình phải nói sâu hơn nữa các bạn mới hiểu hết ý. Nhưng đối với các bạn mới thì khi các bạn im bọt thì các bạn chỉ cần chú ý tới là các bạn nên chọn cái phần ạt này thôi. Mình sẽ chọn cái thư mục này. Đầu tiên hiển thị lên thì nó sẽ chọn tất cả. Dưới đây có cái ô check on và uncheck on. Thì đầu tiên mình uncheck on hết. Giờ mình chọn năm tấm hình liền kề này nha sau khi mình chọn hình xong thì các bạn để ý năm tấm hình này nó trắng lên nhưng mà mình chưa có import được đâu nha cái chữ import này nó vẫn chưa có sáng lên nè mình phải check vào cái ô nhỏ ở đây nè thì Lightroom sẽ tự động chọn cho mình những tấm hình mình đã lựa chọn và bây giờ thì cái ô import ở phía dưới này nè nó mới sáng lên thì mình mới lít vô chữ import này để import hình ảnh vào được đầu tiên là cái ô library sau khi các bạn chỉnh sửa xong á, các bạn có thể ít bọt hình ảnh ra hoặc là các bạn có thể im bọt thêm hình như ở đây cũng được nữa nè. giờ mình sẽ chuyển những cái tấm hình này vào thư mục và cái collection mình đã tạo trước để cho mình dễ dàng quản lý và hướng dẫn các bạn tạo làm sao tạo như thế nào thì mình sẽ nói vào một cái clip khác mình sẽ hướng dẫn các bạn sau ha. cái thanh phía trên này nó có phần file này, edit metadata nè trong cái phần này nó sẽ thể hiện cho bạn những cái câu lệnh bằng chữ ví dụ select on là còn chọn a nè khi bạn chọn select on thì nó sẽ chọn tất cả những cái hình ở đây tóm lại trên này là những cái câu lệnh của Lightroom nhưng mà nó được thể hiện bằng chữ có một số lệnh nó thể hiện ở dưới này qua những cái icon còn một số lệnh thì nó chỉ có ở trên những cái dòng phía trên này thôi Nó không có ở dưới những cái icon dưới này Rồi tới cái dòng thứ nhì này Thì nó có cái ô library nè ô develop map rồi vân 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 đây Thì cái ô library này cho các bạn xem hình Lựa chọn hình là chính Còn bên ô develop này có những cái phần để chỉnh sửa Nó sẽ có những cái thư mục để mình chọn tấm hình đi Thì nó hiển thị dễ hơn Có những cái phần để bạn chỉnh sửa nè Chỉnh sửa màu sắc, sáng tối, nét rồi vân vân Nhiều thứ còn cái ô map nếu như mà máy ảnh của các bạn á, có CBS các bạn mở CBS khi chụp hình trong cái file này nè nó sẽ lưu lại cái nơi mà bạn chụp tấm hình nó sẽ hiển thị ở đây nó sẽ hiển thị thành phố rồi quốc gia rồi máy mình thì không có mở GPS nên là nó không hiển thị phần này rồi vô cái ô bút này nè giúp cho bạn dàn trang giống như là dàn trang một cuốn album vậy á nhưng mà mình thì mình không không có sử dụng cái phần này mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết là những cái ô này nó là cái gì trong đó thôi và cái slide show này là nó cũng cho bạn coi slide ví dụ mình bấm vô đây đi thì nó cũng chạy một cái slide cho bạn bạn có thể tạo nhưng mà nó hiệu ứng chuyển nó cũng bình thường cũng ít ai sai lắm rồi mình stop đây Đây là print trong cái bản print này bạn có thể canh ke chỉnh những cái đường line kích thước tỷ lệ thế nào đó, để bạn in ra một hình ảnh mà nó có chừa những cái đường để bạn cắt nó, nó thuộc về in ấn thôi cái web này giúp cho bạn xem lại một cái dạng file web để đưa lên web thì mình trở về cái library nha. Thì trong cái library này các bạn thấy là ở chính giữa này nó sẽ thể hiện cho các bạn cái hình ảnh để bạn xem những hình ảnh bạn đã import vô để bạn chỉnh sửa. Ví dụ đây mình chỉ import vô 12 file thôi thì nó hiển thị ở đây. Ví dụ bạn import một cái sự kiện hay là một cái chủ đề nào bạn chụp nó nhiều hình ảnh hơn thì nó sẽ hiển thị dài hơn. Các bạn kéo thanh trượt này xuống xem thì nó sẽ dài 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 xuống dưới cái tab bên dưới này nè thì nó cũng chỉ là để thể hiện cái hình ảnh bạn nhỏ để cho bạn dễ chỉnh qua chỉnh lại theo dõi quan sát lúc bạn làm việc. Cái này là cái thanh công cụ nó có nhiều cái view mode đây tức là nhiều cái kiểu để xem hình ảnh nó giúp cho bạn dễ dàng xem và lựa chọn hình ảnh sắp xếp hình ảnh của mình hơn. Đây những cái hình thể hiện ở đây. Nếu như mà bạn muốn cho nó lớn hơn á nó có cái thumbnail nè. Giật lớn lên thì hình nó thể hiện bự hơn còn bạn giảm nhỏ nó lại thì hình nó nhỏ đó của mình ít hình nên mình để cái, cái kích thước cỡ này đi cỡ vậy đi ví dụ mình chọn vô một cái hình này thì ở dưới đây nó có các cái, cái view mode nè view đầu tiên là để để các bạn xem nhỏ ha còn ở đây á kế bên đây nè là cái lớp view tức là bạn xem file ừ. ở dạng lớn á, dạng phóng to á. mình lít chuột vào nó hiển thị file lớn cái dòng thứ hai này nó để cho bạn dễ thao tác thôi sau khi bạn xem mình lớn ở đây bạn muốn chuyển qua tấm này thì bạn click chuột click chuột hoặc bạn bấm qua trái qua phải trên bàn phím bạn muốn xem lớn hơn nữa phóng to hơn nữa thì bạn có thể bấm con chôn cộng hoặc là con chôn trừ còn nếu bạn nào sử dụng Mac thì các bạn thay thế phím còn chôn là phím command nha command cộng hoặc command trừ nó đều thu phóng hình hết qua cái ô compare view này cho bạn hiển thị một lúc hai file hình để bạn so sánh lựa chọn trong trường hợp uh, lọc lại hình lít chuột trái vào đó. các bạn thấy là hiển thị hai ô hình rơi chuột xuống đây bạn lít chuột trái vô tấm hình này đây mình lít chuột tấm vô tấm ảnh này thì nó sẽ hiển thị tấm ảnh này ở lên cái vùng select là bạn lít chuột trái vô ảnh nào thì nó sẽ được hiển thị ở đây đó là cái tấm ảnh mà bạn lựa chọn để mà so sánh ví dụ mình lựa chọn tấm này rồi mình đừng có lít nữa ví dụ mình chỉnh bàn phím qua lại tới lui đó, để mình so với những cái file khác gần nó hoặc kế bên nó tương tự mình so xem mình muốn lớn lên thì mình vẫn có thể phóng lớn được mình xem tấm nào đẹp tấm nào mình lựa tấm nào mình không lựa mình bỏ và cái ô kế tiếp này là cái ô survey view cho phép bạn chọn một lúc hai ba hình ảnh dù mình lít chuột trái này thì mình thêm hình đó, thì mình đề phím control ở trên mát thì các bạn đề phím comment rồi bạn lít chuột bạn lựa thôi ví dù mình lựa đây hai tấm ba tấm mình lựa thêm tấm nữa đi 4 tấm Thì nó sẽ cho bạn Giao diện như vậy để xem được lúc 4, 5, 6, 7 tấm gì tùy bạn trong trong cái series bạn muốn xem à, Bây giờ tới cái ô People Ô này là để giúp bạn tìm kiếm khuôn mặt Nếu bạn chụp 2, 3 cô người mẫu cùng một lúc Và bạn import vô Thì nó sẽ tìm kiếm các bạn khuôn mặt Click vào khuôn mặt nè Để hiển thị những cái khuôn mặt ở đây Trên những cái ô này nè Bạn có thể lãnh tên, gắn sao, gắn cờ, vân vân để sau này bạn dễ quản lý kiểm soát khi tìm kiếm hình ảnh thôi Rồi, tổng thể là cái công cụ View Mode anh này thì nó chủ yếu là nó cung cấp cho bạn những cái kiểu xem hình khác nhau các View Mode để các bạn dễ dàng lựa chọn quản lý file ở đây còn có công cụ Painter nữa nè cái công cụ này nó, nó cũng khá là hay mình thường hay xài lắm Painter này nó có hình như cái bình sơn phun phun nè của mình thì nó xanh xanh nha của mấy bạn thì hình như nó màu xám cái bình sơn này hôm sau mình làm một clip khác thôi. mình sẽ nói sâu hơn về nó với lại một cái, số chức năng thông minh khác của Lightroom nữa rồi bây giờ cái ô bên trái bên này nè đầu tiên là cái navigator này nè là bạn chọn cái hình nào bên này thì nó sẽ hiển thị ở bên đây kế dưới là cái catalog nè thì catalog này nó thể hiện cho các bạn những cái hình ảnh mà à, nó báo cho bạn bao nhiêu cái file hình à, bạn đã import vô để bạn xử lý chỉnh sửa và dưới cái catalog này là folder và cái folder này nó thể hiện cho bạn những cái thư mục ví dụ này trong cái ổ e trong máy của mình nè mình à, có import một số hình ảnh vô đây thì nó giữ lại cái thư mục cái folder đó để cho bạn dễ tìm kiếm khi bạn làm việc cái nào mà bạn chưa import vô thư mục nào mà bạn chưa import vô Lightroom để làm việc chỉnh sửa thì nó không có xuất hiện ở đây đâu nha Kế tiếp đó là cái collection Cái collection này thì để các bạn tạo những cái collection để các bạn làm việc cho nó tiện hơn Giống như đây mình có tạo cái collection này để mình dẫn chứng cho các bạn về cái Lightroom này cho nó, nó dễ, dễ kiểm soát tiện Cái này mình cũng phải nói sau, nói riêng Cái public service này là để cho các bạn có thể ít bọt, toàn chỉnh sửa xong, các bạn có thể ít bọt nó lên flick hoặc là instagram hoặc là facebook, website của bạn luôn cũng được, thì bạn chỉ cần bạn ặt cái website của bạn vô đây. Mà mình thì hình của mình nó phải qua chỉnh sửa rồi hai ba bước, mà mình mới sử dụng nên là mình cũng không có ứng dụng với public service này. Cũng có nhiều phô thi họ sử dụng cái public service này lắm nha. Là mấy anh mà hay chụp phong cảnh. Đó, hoặc là street photo cũng được chụp xong về người ta chỉnh sửa trong Lightroom là đủ rồi thì họ sẽ up lên trang mạng online luôn bây giờ mình qua cái ô bên phải ha còn để cái ô bên phải này thì cái dòng đầu tiên nó cũng là cái histogram là cái biểu đồ màu thôi biểu đồ màu này thì mỗi hình ảnh nó có cái biểu đồ màu khác nhau và mình cũng ít sử dụng chủ yếu là ở đây nó có cái thông tin này cái biểu đồ này nó có thông tin ISO bao nhiêu này, à, tiêu cự bao nhiêu nè rồi à, khẩu bao nhiêu nè à, cái ô kế tiếp ở bên dưới là with develop tích hợp cái phần chỉnh sáng tối con chat rồi cũng có màu sắc theo cái kiểu là chỉnh nhanh tối ưu thôi bạn muốn chỉnh nhanh thì bạn chỉnh ở đây mình ví dụ đi đây tấm này mình muốn nó sáng lên chút lít cái ở lít cái nữa để sáng lít trở lại để tối lít đây thì nó sáng nhiều lít xuống cái À, dùng mình reset đi ha. cái tiếp đó là cái tab keyword, những cái keyword, keyword, list là để cho bạn gắn những cái tắt, những cái thẻ để bạn dễ tìm kiếm quản lý file và cái metadata là để nó hiển thị những cái thông tin trong cái file gốc, đó, thông tin đi kèm cái file hình ảnh của mình đó. ví dụ giống như cái size là nó hai mươi mấy mê này, iso nè, rồi cái len nè. ở đây thì các bạn cũng chỉnh chỉnh được nhiều cái 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 dạng hiển thị của cái metadata này nó có nhiều dạng hiển thị lắm thì đây mình chỉnh cái hiển thị này là phổ thông. Nếu mà bạn ít bọc lên social media, lên những trang web của bạn hoặc là lên Facebook, là Instagram trực tiếp thì, ở đây nó cho bạn đánh title, caption rồi này. Còn cái comment này thì đó, những cái tấm hình mà bạn up lên mạng rồi thì người ta cũng có thể vô comment. Thì khi mà đang, đang làm việc live nó cũng xuất hiện ở đây luôn. bạn có thể đọc comment rồi bạn trả lời ở đây luôn. Nó cũng rất là hay. Nhưng mà mình nói rồi, một số ô tô khác họ có xài. Rồi tóm lại là... Bên cái ô Library này, cái tên nó nói lên tất cả rồi Library nó có nghĩa là thư viện mà Bây giờ tất cả thanh công cụ bên này nó chủ yếu là tập trung giúp bạn tối ưu cái việc lựa chọn hình ảnh Sắp xếp quản lý thư viện ảnh Còn cái phần mà chỉnh sửa thì nó tích hợp cho bạn cái quick Develop chỉnh sửa nhanh thôi Chứ không có gì đặc sắc bên này về phần chỉnh sửa Nhưng mà nó chủ yếu tập trung vào phần quản lý file Tại vì về lâu về dài Khi mà các bạn làm tới hàng chục ngàn tấm hình hàng trăm ngàn tấm hình cũng có nữa thì các bạn phải quản lý file cho nó tốt để các bạn dễ tìm kiếm không có làm ảnh hưởng đến cái cái tốc độ của Lightroom nữa quản lý file sao cho máy nó chạy mượt mà trơn chu nữa chứ không phải là cứ bạn cứ nghĩ là im bọt rồi chỉnh sửa ít bọt không? không bao lâu bạn xài một tháng hai tháng ba tháng nhưng mà bạn làm cường độ cao hoặc là bạn có tu đô chuyên nghiệp thì cái Lightroom của bạn nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nếu bạn không có biết cái cách quản lý sắp xếp file Rồi giờ mình qua cái phần Develop nha Đầu tiên là cái ô bên trái bên này Phía trên này vẫn là ô Navigator Bên dưới á, Là cái tab Reset Đây là nơi để bạn lưu lại những thông số về màu sắc sáng tối Mà bạn đã hiệu chỉnh ở bên các thanh công cụ bên này nè Bạn lưu lại bên này Lần sau bạn muốn sử dụng lại những thông số màu sắc mà bạn đã lưu á, Thì vào phần Reset này Rồi bạn chọn thông số màu nào mà bạn thích thôi Ví dụ ở đây mình có lưu một vài cái reset nè. Mình có thể rê chuột vào đây để lựa chọn cái reset nào mà mình muốn dùng ha. Các bạn thấy khi mình rê chuột thì các màu sắc của tấm hình nó cũng thay đổi. Bạn thích dùng reset nào thì lít chuột chọn cái đó. Mình ví dụ như tấm này thì nó ngoại cảnh nó phù hợp với mấy cái tông màu mà mình mình lưu rồi hơn ở đây Lightroom cũng cung cấp cho mình một số reset có sẵn từ đầu. Rất nhiều reset hay và hữu dụng. Mình sẽ làm một cái clip riêng để hướng dẫn về reset sau nha. Đây ví dụ một số cái reset đây. Mấy reset này là của Lightroom nó cung cấp sẵn cho mình. Còn dưới này là cái tab History. Để mình chọn qua tấm hình bên này đi trong đây nó thể hiện các bước bạn đã chỉnh sửa khi mà bạn đang chỉnh sửa trên tấm hình bạn không có ưng ý muốn quay trở lại những cái bước đã chỉnh trước thì bạn vào đây còn vào đây để bạn quay trở lại các bước phía trước đó đây là cái phần history bạn chỉnh sửa nè còn cái tab này là collection nó cũng là ô collection như bên phần library thôi Ở dưới này là cái thanh copy và bát sau khi chỉnh sửa bạn có thể copy và paste qua tấm hình khác này lát nữa lúc sau mình quay lại mình nói về phần copy paste này để mình hướng dẫn các bạn thêm một cái số cách để copy paste các bạn thấy ở dưới đây thì bây giờ Lightroom chỉ cung cấp cho mình có ba cái kiểu xem hình thôi so với bên library là nó có tới 5 kiểu xem hình lận nhưng mà các cái kiểu xem hình ở bên phần develop này thì nó lại hỗ trợ rất tốt cho việc bạn chỉnh sửa Nên như là đầu tiên thì vẫn là cái ô lớp view là xem hình lớn nè cái Reference View á, cái kiểu xem này nó giúp bạn tham khảo một cái tấm hình khác trong lúc bạn chỉnh sửa. Bây giờ mình lít chuột vô nó đi. Cái ô bên phải á là cái hình mình đang chọn để chỉnh sửa nè. Ô bên trái thì nó trống. Ở đây nó có dòng chữ kéo và thả một tấm hình vô để tạo hình tham khảo. Thì khi chỉnh sửa bạn chọn cái hình cùng cái bối cảnh hay cùng cái góc chụp đó. Ví dụ như ở đây mình chọn cái hình này nên mình kéo mình thả vô để để mình so sánh cái màu sắc ánh sáng nó thấy tương tự là được rồi. Còn ví dụ mình chỉnh hình này thì cái hình tham khảo của mình á, ví dụ đây, ví dụ mình chỉnh, mình 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 chỉnh hình này đi. Thì cái hình tham khảo đó, là cái hình đã chỉnh rồi nhưng mà nó cùng cái bối cảnh. Đó mình sẽ lấy cái hình cái bên mình thả vô đây thì mình chỉnh sao cho cái tấm hình này màu sắc ánh sáng nó gần giống tấm bên trước mình đã chỉnh là được rồi. Còn ở đây đó, là cái ô oh, before and after view nó cho bạn xem hình trước và sau khi chỉnh sửa ví dụ như mình lít vô nè là nó before after nè hình này trước khi mình chỉnh sửa hình bên này là sau khi mình chỉnh sửa thì khi xem hình á nếu bạn thấy chưa có vừa mắt đó, hoặc là cần thêm cái không gian á thì bạn có thể bấm phím tab hoặc là bạn phấm shift cộng với tab để cho những cái ô hiệu chỉnh nó ẩn bớt đi các bạn có thể xem hình nó có không gian rộng hơn dễ nhìn hơn đó, hoặc là à, bạn có thể lít chuột vô những cái dấu tam giác ở góc này nè rồi mà lít vô đây thì ô bên trái nó sẽ ẩn đi và khi bạn rê chuột thì nó mới hiện lại thôi đó, ví dụ bạn có thể lít chuột vô đây thì ô bên phải nó cũng ẩn đi tương tự vậy bạn lít ở trên ở dưới gì nó cũng ẩn hết á dưới này cũng ẩn được nè giờ mình qua nguyên cái ô bên phải bên này ha đầu tiên các bạn thấy nó cũng là cái ô histogram mà cái biểu đồ màu bên cái phần develop này nó khác ở bên library nha khi mình rê chuột vô đây nè thì các bạn thấy nó hiển thị lên các vùng black shadow, expo, highlight rồi white đặc biệt là các bạn thấy nó hiển thị lên cái mũi tên mũi tên qua lại này chứ nó không phải là con chỏ chuột nữa nếu như mình nhấn giữ chuột trái rồi mình rê qua trái hoặc là qua phải thì các bạn thấy biểu đồ màu này nó sẽ thay đổi nè bây giờ mình chọn tấm hình khác đi mình chọn hình này đi đó, mình nâng vùng black lên ở chừng 65 đi đó bạn thấy cái vùng black đã được tăng lên 65 rồi bây giờ mình xuống cái phần basic ở trong basic này cái black nó cũng được nâng lên 65 rồi nè giờ quay trở lại với cái ô histogram nếu như mình muốn cho nó trở lại như ban đầu á thì mình click chuột trái hai cái vô vùng black thôi thì bạn thấy nó đã trở về không lại rồi nè bạn có thể điều chỉnh nó tương tự với những cái vùng shadow, bright, highlight gì ở trên phía trên này ô bên trái và ô bên phải này là những cái ô này nó sẽ cho bạn thấy được những cái cái điểm quá sáng mất chi tiết luôn hoặc là những cái điểm quá tối đến không còn chi tiết nữa bạn thấy nó hiển thị lốm đốm 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 xanh ở trên hình đó là những cái vùng tối quá không có chi tiết còn bên này là những cái vùng sáng quá nhưng mà hình này không có giờ mình lít chuột vô cái vùng bên này thử nha nếu mình nâng sáng lên nâng lên thì các bạn thấy ở đây này nó bắt đầu xuất hiện những cái đốm đỏ là những cái vùng nó không còn một chút điểm ảnh nào trong đó nó do nó quá sáng rồi đó còn ở đây ví dụ lít vô đây luôn thì ở đây nó vẫn còn có lốm đốm xanh là nó hiển thị cho những cái cái vùng quá tối, không có chi tiết gì hết. Mà hai cái này cũng ít khi sử dụng lắm tại vì khi mình hình ảnh mình nó thể hiện lên tới cái vùng đỏ hay vùng xanh này thì những cái xung quanh nó cũng xem như là mất chi tiết luôn rồi, không thấy rõ nữa rồi. Nên mình cũng ít có sử dụng cái này các bạn ha. Mình tắt đi nè. Để mình reset hình lại ban đầu. Hàng này á nó chứa những thanh công cụ, những cái biểu tượng để bạn chỉnh sửa hình ảnh nè. Cái biểu tượng đầu tiên là edit nó gồm những cái thanh công cụ dưới đây nè lát mình sẽ quay trở lại nói sau ha cái biểu tượng này là crop dùng để bạn cắt cúp bố cục lại hình ảnh bạn có thể di chuyển các cạnh các góc để crop lại theo ý bạn nếu như bạn muốn giữ tỷ lệ của ảnh góc á đây ví dụ mình di chuyển vậy đó mình di chuyển các cạnh này thì nếu như mà mình muốn giữ tỷ lệ của ảnh góc á thì bạn giữ phím shift rồi bạn mới kéo các cái góc hoặc cái cạnh này để nó giữ lại cái tỷ lệ hoặc là bạn có thể khóa khóa ổ khóa này lại lít vô đây khóa lại thì khi bạn crop các cạnh nó sẽ không thay đổi tỷ lệ và bạn không có cần phải giữ ship Đó. ví dụ đây mình kéo đây nó vẫn giữ cái tỷ lệ ban đầu ở đây có cái công cụ crop frame nè khi bạn muốn crop một phần của ảnh góc thôi, như là khuôn mặt hay bất kỳ phần nào thì bạn có thể chọn công cụ này để crop cho nó tiện đây mình chọn đây ví dụ mình lắp ra đây nhưng mà bây giờ nó hiện đang bị giữ lại cái tỷ lệ của cái hình góc nó nếu mà muốn không theo tỷ lệ thì bỏ khóa đi ha nó vẫn canh sau đó thì theo bạn ở ngay cái chữ original này và bạn lít vô thì nó sẽ xuất hiện các tỷ lệ hình ảnh cho bạn lựa chọn ví dụ như bạn muốn tỷ lệ 16:9 hay tỷ lệ 4:3:3:4 như thì bạn chọn vô đây nó sẽ ra những cái tỷ lệ đó để cho bạn cúp. Ở đây á, nó có cái thanh angle nè Nếu bạn thấy hình mình nó hơi nghiêng Muốn bố cục cho thẳng lại Thì bạn lít chuột kéo qua trái hoặc kéo qua phải Bạn bấm Enter Mình đi xét lại cái luôn Bạn thấy ở đây á, nó cũng có chữ Auto nè Bạn lít chuột vào thì nó sẽ tự động Cân chỉnh cho hình ảnh bạn thẳng lại Nhưng mà nhiều lúc nó cũng tự động Cân theo ý nó thôi Chứ không chắc là đúng ý bạn đâu nha Và Ví dụ hình này mình Auto á Thì nó nhít chút xíu cho nó thẳng lại thì đúng nhưng mà một số hình khác thì nó không ưng ý đâu kế bên cái thanh angle này là thanh công cụ xoay tình nó có cái hình là cái cây thước cân thủy bạn dùng công cụ này để cân cái đường chân trời hoặc là cân các vật thể như là cây cột hay tường bậc thang gì vân vân khi đang trong công cụ rót này á thì đây có thể là bạn lít chuột vô đây thì là nó sẽ ra cây thước rồi bạn cân kéo xuống đây thì nó sẽ cân cây cột bạn thẳng lại rồi mình reset cái hoặc là bạn nếu bạn không click vô đây á thì bạn giữ phím control và bạn kéo kéo chuột cũng được đó là phím tắt của nó cho mình reset lại cái luôn còn cái dòng mà còn trend to image này á mình không có chọn nó có cái ô để bạn tích vô đây nè nhưng mình mình không có chọn lý do tại sao mình không có tích vô cái ô này á không có check vô đây á mình sẽ nói một cái clip riêng chuyên sâu hơn để hướng dẫn bạn về cách bố cục và cắt cúp trong hậu kỳ á chứ đây nó cũng không đủ thời gian. Tiếp theo là những thanh công cụ healing nè. Họ cho mình ba cái mod. Cái đầu tiên á là content aware remove. Cái kênh của nó giống như là cái cục gom, cục tẩy á muốn cái dòng tròn này nó lớn hay nó nhỏ thì các bạn có thể kéo cái thanh công cụ này để thay đổi hoặc bạn có thể lăn con chuột để nó lớn nó nhỏ opacity này là cái độ mờ nó đang là trăm để mình chọn cái hình bên này đi ví dụ mình xóa rác ở đây nè dùng giờ mình xóa cái bao rác này rồi mình giảm opacity lại thì nó chỉ xóa mờ thôi chứ nó không có xóa hết nè đó các bạn thấy khi mình giảm cái opacity này lại thì cái bao rác từ nó hiện lên từ từ ừ. mình giảm về không thì nó hiện lại như cũ luôn là mình để opacity trăm đi tiếp theo á là cái công cụ heal nó có cái hình giống như là cái miếng băng cá nhân á, ở đây là bạn thấy có thêm cái dòng fader và cái vòng tròn á nó cũng có thêm một cái vòng ở phía bên ngoài. Khi kéo tăng giảm fader thì cái vòng bên trong đó, nó cũng sẽ thay đổi. Đó các bạn thấy nó thay đổi lớn nhỏ ha. Giờ mình lại xóa cái bao rác này đi. À mình quên để mình hướng dẫn các bạn thêm một chút về phần này khi sử dụng các công cụ trong phần này á nếu không có thấy hiển thị các vùng bạn chọn để xóa thì bạn nhấn phím h ha nó sẽ hiện lên cái vùng bạn chọn để xóa nè hoặc là bạn chọn ở dưới đây mình chọn on quay đi để cho các bạn dễ nhìn công cụ heo nè nó sẽ chọn một cái vùng lân cận để đắp lên cái vùng bạn muốn xóa bạn có thể chọn và thay đổi cái vùng lân cận tùy ý ví dụ như mình thay đổi cái vùng lân cận này đi mình đổi nó qua đây nè kế bên luôn nè cho nó gần giống chút cái này mình dời qua đây chút đó các bạn thấy á nó hiện vậy ở đây mình chuyển qua ô tô đi cho nó dễ nhìn khi mình rê chuột ra bên ngoài á thì nó sẽ mất đi mình rê vô trong thì nó sẽ hiện lên rồi bây giờ mình kéo feather nha nếu mà mình giảm feather về không á thì các bạn thấy á, cái vùng viền á nó sẽ lộ lên rõ nó, nó thô và nhìn nó giả lắm để mình có thể ví dụ một cái điểm khác cho bạn nhìn dễ hơn đây chọn đây cái chọn đây các bạn thấy là cái vùng viền tròn này nó nổi lên rất là lộ Mình tăng cái fader lên á Thì nó sẽ dịu xuống nó dễ chịu hơn Nhìn nó thật hơn mình Cho fader châm luôn cũng được Bây giờ mình xóa đi cái Mình qua công cụ kế tiếp là clone nha Đây Nó có hình giống như là cái dấu đóng mọc á đó. Nguyên tắc hoạt động của nó cũng kiểu vậy Giống như là bạn chọn cái vùng bên này Rồi bạn trồng đè y nguyên như vậy Lên cái vùng bên kia thôi Ví dụ giờ mình cũng tiếp tục mình quay trở lại, mình xóa cái đóng rác này, mình giảm cái feather nó lại cái, mình xóa đóng rác này đi. Dời qua đây chút. Nhìn sơ qua thì nó cũng giống như cái công cụ heo vừa rồi, ấy. nhưng mà không phải như các bạn nghĩ đâu. Nguyên tắc hoạt động của nó khác nhau. Có lúc bạn dùng công cụ heo, có lúc bạn dùng clone nó sẽ hiệu quả hơn. Để mình chuyển qua cái hình khác đi cho các bạn thấy rõ hơn sự khác biệt giữa hai cái công cụ này nha. Mình xóa lại cái này. Bây giờ mình chuyển qua hình này đi đây để mình phóng lớn lên đây ví dụ mình quay trở lại công cụ hiệu đi ha cái công cụ hiệu này bây giờ mình chọn cái vùng bên này cái vùng bên này nè là nó có cái tiền cảnh màu xanh 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 trên mấy viên sỏi đá này ha mình chọn ngay đây lấy cái điểm bên này mình bát qua đó các bạn để ý nè cái lá này và mấy viên sỏi này nó vẫn qua đây nhưng mà cái vùng mình bát qua đây nè mình cho phê đời chăm luôn nha cái vùng mà bát qua đây nè nó vẫn còn giữ lại cái màu xanh của cái tiền cảnh này này là nó màu trắng này nhưng mà ở đây nè nó có có qua rồi nhưng mà nó vẫn ám cái màu xanh cái màu nền nguyên thủy ban đầu của nó rồi bây giờ mình xóa đi nha các bạn nhớ nha để ý nha mình xóa đi mình chuyển qua cái công cụ clone mình cũng chọn ngay cái vùng đó thôi rồi mình cũng chọn cái điểm để có qua là là cái lá này thôi. rồi feather mình cũng cho 100 luôn nè các bạn để ý đi cho dù feather mình trăm rồi thì cái vùng mà cóp qua bên này Từ đây nó cóp qua bên này Ở cái vùng cóp qua nó vẫn giữ lại Màu sắc cái độ trong sáng Y như là bên này Chứ nó không có ám xanh Nó không giữ lại cái màu nền màu phủ xanh Giống như tiền cảnh cũ Thì nhìn nó rất là giả Còn cái công cụ heo này Là mình chuyển qua các bạn thấy này nó xanh nè Nó có ám xanh đó mình nói ví dụ vậy thôi Tức là công cụ heo Là nó vẫn giữ lại được Cái ánh sáng hoặc cái màu sắc một phần Của cái điểm cũ còn cái công cụ clone này á là nó không có giữ lại cái công cái phần mà bạn chọn để bạn đè qua bên này á như thế nào á thì nó qua giống như vậy thôi chẳng qua là ở ngoài này nó còn xanh xanh mà mờ nhẹ là do mình tăng fader nó lên 100 nên là nó trộn fader thấy nó vậy thôi nhưng mà ở giữa cái trung tâm nó vẫn giữ là cái màu sắc của bên này chứ nó không giống như công cụ heo bên này cái tiếp theo á là cái công cụ khử mắt đỏ Red eye correction. Nhưng mà với cái hình ảnh hoặc là máy móc bây giờ Thì rất hiếm khi là mình phải Xài tới khử mắt đỏ Lightroom cũng cho mình là khử mắt người nè Hoặc là mắt của động vật Bé trai này Gần như bây giờ là ít có xài lắm các bạn Kế tiếp là phần masking nha Đây là cái công cụ rất là thông minh Các phần mềm khác hiện nay đều chưa bắt kịp Lightroom về phần AI Map này Nếu dụng tốt và khéo léo Các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian Trong vấn đề hậu kỳ Cái OSAP Check á để mình chọn cái hình khác. Đây mình chọn hình này đi. Rồi cái ô subject á là nó cho phép bạn chọn chủ thể. Chủ thể trong hình của bạn có thể là người hay là động vật. Nếu như mà bạn chụp động vật á chó, mèo thì AI nó sẽ chọn chủ thể của bạn là con chó hoặc là con mèo. Còn nếu mà có người á thì AI nó sẽ ưu tiên là nó sẽ thấy người là chủ thể ha. Ví dụ giống như là mình tỏ chuột vô cái subject nè, bạn thấy ở dưới đây nè, nó sẽ có cho bạn nó nhận thấy cho bạn hai người luôn, hai chủ thể khác nhau. Bạn có thể xuống đây bạn click vô từng chủ thể để bạn chọn hoặc là bạn chọn ở đây sắp chết nè nó tạo cho bạn mặt nạ chủ thể ngay cái dòng show overlay này á nếu bạn tích vô thì nó sẽ hiển thị cho bạn thấy một cái lớp mặt nạ mờ nếu bạn á, bỏ bỏ dấu check này thì nó sẽ không có hiển thị lớp mặt nạ nữa mình bỏ đi mình check vô thì nó hiển thị cái ô màu đỏ kế bên á là màu sắc của lớp mặt nạ thôi ví dụ như là mình thích màu gì thì mình chọn màu đó có thể mình chọn mặt nạ nó màu xanh dương hoặc là màu xanh lá cây cũng được Nhưng mà màu đỏ đi cho nó dễ nhìn Đoạn là màu đỏ nha Tùy theo trường hợp Có những trường hợp khác Thì bạn có thể đổi cái màu mặt nạ nó Bạn đổi màu mặt nạ cho bạn dễ nhìn dễ kiểm soát Còn cái ô Sky này á Cho bạn chọn cái vùng trời Thì bạn click vô đây Đây rồi nó sẽ tự động cho bạn chọn cái vùng trời này Mình xóa đi đó, Ví dụ như hình này mình Chọn Sky Thì nó chỉ chọn cái cái vùng bầu trời thôi đó bạn thấy hiển thị cái vùng trời nè nó khá là thông minh luôn những cái vùng mà lấm đấm lấm đấm này nó đều thấy hết và nó khá là thật để mình xóa đó. cái cái ô background này á nó cho phép bạn chọn cái vùng background giờ mình lít vô nè các bạn thấy nó trừ lại cái cái chủ thể cho mình chọn background Giờ mình chọn qua lại cái hình khi nãy mình chọn vô background đó, các bạn thấy nó chọn hết vùng background mà nó chưa lại chủ thể cái công cụ object này á nó cho phép bạn chọn chủ đề theo cái ý bạn có thể là bạn chọn nguyên một người hoặc là cái vùng tay vùng mặt hoặc là cái đồ vật nữa vật thể nào cũng được ví dụ đi à, ở đây họ cho bạn hai cái mod một á là cái cây cỏ thứ hai á là một cái ô kẻ đầu tiên mình mình chọn cái cỏ đi rồi mình qua hình này đi bạn thấy đây nó có mấy cái chai cái lỏ bình này nè Giờ mình bắt đầu vô lại Object Mình cũng chọn cái cỏ Cố gắng vẽ nó đừng có lem vẽ theo cái chi tiết của cái đồ vật đó thôi Đó mình tô hết chi tiết của cái bình này Xong đó mình thả chuột ra Các bạn thấy nó tự động AI nó sẽ hiểu rồi Nó chọn cái bình này cho mình thôi Giờ mình xóa đi Mình thử chọn cái khác nữa nha Subject Cái cỏ luôn chọn cái bình bên này thử nha bạn thấy ai nó cũng chọn cho mình cái bình khá là thông minh đó Và còn đây là cái ô vùng chọn để mình xóa cái này cái ra còn ở đây á là cái ô vùng chọn là mình chọn vô cái kiểu ô vùng chọn này đi mình cũng chọn một cái vùng chọn là cái bình này đó bạn thấy nó lem ra ngoài sau đó ai nó vẫn tự hiểu nó sẽ chọn lại cái bình này cho mình còn nếu như mà cái điểm nào á mà không ưng ý thì mình trừ nó ra ví dụ như này ai lúc nào nó cũng vậy tùy theo có hình nó ấy được có hình nó không có hiểu hết được nó dư dư cục gạch đây tí xíu nè trừ ra mà chọn con rút nè trừ ra mình delete đi kế tiếp đó, ở đây là cái công cụ brush khi bạn tô cọ tới đâu đó, thì nó sẽ tạo cái mặt nạ cho bạn tới đó phần mặt này đi thì nó sẽ tạo mặt nạ cho vùng mặt này của mình các bạn thấy nó cũng có lên qua đây nè giờ mình đi delete đi chọn cái vùng môi đi mình cho các bạn dễ hình dung là mình tô cái môi các bạn thấy mình tô đâu đó, thì nó tạo thành mặt nạ tới đó nhưng mà mình tô do có cái viền này nó ăn ra ngoài cái môi luôn. À, chọn cái môi không đó, thì bạn chắc vô cái automatic này Mình xóa cái này nha. Mình chắc vô cái automatic, mình chọn lại cái rút mình để cái automatic nè. Thì mình chọn cái vùng môi. Mặc dù là cái vòng tròn mát của mình đó, nó ăn ra ngoài luôn, nhưng mà ở y của Lightroom đó, nó sẽ tự hiểu nó sẽ chọn cái vùng môi thôi nó không có lem ra nó trong môi thôi các bạn thấy không để giờ mình đổi cái màu của mặt nạ bởi mình nói cái màu của mặt nạ này á chọn cái màu nào á tùy theo cái hình như cái hình ở vùng môi nó màu đỏ cái mặt nạ nó màu đỏ luôn á thì mình khó thấy lắm mình chuyển nó qua màu xanh đi các bạn thấy rõ ha nó chỉ ăn trong vùng môi thôi Và trong khi á mà bạn sử dụng cái công cụ rết này nè để mình xóa lại, lại cái luôn mình bỏ automatic đi nha chọn cái vùng mặt ở đây đi chuyển qua lại màu đỏ cho dễ nhìn cái chọn vùng mặt đây các bạn thấy nó có lem qua luôn cái vôn này nè thì khi mà bạn á, đang xài công cụ này công cụ rớt nha mà bạn muốn trừ đi những cái vùng lem này á, thì bạn chỉ cần giữ thêm phím an thôi an á bạn nào xài mát thì bạn giữ phím option đè cái phím an xuống nè hoặc là đè phím option là nó hiện đến dấu trừ này. rồi các bạn xe chuột lăn chuột là nó có thể lớn nhỏ cái vùng cậu ví dụ mình mình lăn lên vùng mình vừa ý thôi mình trừ nè mình trừ ngay cái phần von này ra mình không có muốn nó ăn vào phần von này. ví dụ vậy ví dụ con mắt này mình muốn trừ ra Kế tiếp á, là cái công cụ liner gradient này. cho bạn tạo một cái mặt nạ cũng như là cái lớp chuyển ấy, từ đậm tới mờ tới nhạt chọn một cái cái hình mình chọn cái liner gradient nha bạn có thể giữ phím shift để bạn kéo cho thẳng còn không ấy, thì bạn thả phím shift thì bạn có thể xoay hướng nào thì bạn xoay đây mình ví dụ bên này mình xoay nó theo cái hướng sáng này đó các bạn thấy nó tạo ra một cái lớp mặt nạ mà ở đây nè là nó ăn hết cái mặt nạ rồi bắt đầu sẽ mời dần mời xuống tới đây nó không còn cái lớp mặt nạ nữa bạn có thể điều chỉnh tăng giảm cái lớp phủ này cái lớp mặt nạ này nó phủ tới đâu đó, hoặc là nó phủ tới đây hoặc là ra tới đây cũng xoay hướng nào cũng được để mình xoay cái mặt nạ theo cái hướng sáng cái nè đó bạn nâng sáng lên thì nó nó chỉ ăn trong cái vùng mặt nạ thôi bạn thấy không cái vùng nó phủ thôi nó phủ ra ở đây từ từ đây ra đây tới đây là nó mờ rồi nó hết rồi thì ở đây nó đâu có ăn sáng đâu. rồi bạn nhìn tắt mở mặt nạ ở đây đó mở tắt mở rồi mình xóa nha rồi qua cái hình này kế tiếp á, là cái công cụ radial radian cho bạn tạo cái hình tròn cái hình tròn oval có thể rê chuột để điều khiển nó nếu như bạn giữ thêm cái phím shift mình giữ luôn phím shift mình kéo á, thì cái vòng tròn nó tròn do luôn nó mình thả ship ra thì mình chỉnh nó tự do rồi ví dụ mình để đây ngay chủ đề đi rồi mình chỉnh sáng lên ở đây nó cũng có cái fader của nó nè ha fader của nó đây nè mình thích thì mình chỉnh fader của nó còn không á mình có thể chỉnh cái fader nó là ở cái vòng này nè nó giảm vô đây thì fader nó càng cao tăng ra đây fader nó càng nhỏ các bạn thấy nè cái dòng fader ở đây nó cũng chạy theo nè khi bạn điều chỉnh, bạn xoay cũng được, muốn xoay hướng nào xoay, xoay xéo, xoay ngang gì cũng được ha, xoay để nó đâu cũng được, bên này cũng được, Rồi, mình xóa đi. ở đây nữa là nó có cái phần ren, phần ren này nó có hai công cụ, color ren và luminen ren, đây là color ren, còn đây là lumin ren còn cái deep red này á nó không có xài được cái này là để sử dụng mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại thôi cái phần này nè nếu mà bạn bỏ những cái tấm ảnh mà chụp bằng điện thoại á thì nó vô đây nó sẽ xài được cái công dụng này công cụ này nè này các bạn thấy không mình chọn chuột tới nó tối thui rồi nó đâu sáng đâu nó không có xài được phải bỏ tấm hình điện thoại vô thì cái phần deep red này á, nó mới sử dụng được đây các bạn thấy không mình lên luminance nó là nó sáng nè hoặc color đã nó sáng nè đây sáng nè ở đây nó tối thui à Coloren này á là để bạn hút màu bạn hút màu nào á, thì Lightroom sẽ tạo mặt nạ cho những cái vùng có màu sắc tương tự giờ để mình mình chọn cái hình đi đây hình này đi mình lấy cái phần ren nè và Coloren nha mình hút cái màu xanh đi mình hút màu xanh nè toàn bộ những cái vùng màu xanh đó cái này nó đang phủ lớp mặt nạ thôi nha các bạn chứ không phải nó chuyển qua đỏ đâu đó thì nó được Tạo lớp mặt nạ hết Mình xóa đi Còn Luminance ren á Là nó cho bạn hút một cái điểm Sáng hoặc là tối Thì Lightroom nó tạo cho bạn cái lớp mặt nạ Trên những cái vùng mà có cái Cái độ sáng hoặc tối tương tự Đây mình chọn vô đây Ví dụ nè Cho các bạn dễ hình dung Mình chọn cái vùng tối đi Vùng tối nè Đây nè Vùng này tối nè Thì những cái vùng tối Các bạn thấy nó sẽ tạo thành cái mặt nạ như vậy Mình muốn giảm hay mình cũng chỉnh mấy cái này thôi Nó sẽ giảm lại nè đó nó giảm lại cho bạn đó những cái vùng tối thôi cái phần mà bibo này á khi Lightroom á, nó phát hiện ra trong hình bạn á, có bao nhiêu người thì nó sẽ hiển thị dưới đây là bao bấy nhiêu người đó giống như nãy đây mình chuyển qua cái hình này đi đây có một số cái map là mình tạo rồi nè khi mà bạn đã tạo những cái map rồi sẵn thì bạn muốn thêm một cái lớp mát mới thì bạn bấm cộng đây là Read New Map ha. Khi bạn chưa tạo thì cái giao diện nó mới giống như hồi nãy. Khi bạn chưa tạo thì nó mới ra giao diện như vậy. Ở đây nè, ví dụ là nó thấy được hai người là hai hai person nè. Hoặc là chọn tất cả thì nó ra tất cả. Có hai người, nếu bốn người, năm người, AI nó thấy được thì nó hiện ra đây bốn người, năm người. Để cho các bạn lựa chọn. Cũng có hình AI nó không có nhận diện được chứ không phải tấm nào nó cũng nhận ra được hết mà nếu mà tấm nào nó nhận ra đây ví dụ để mình chọn một tấm tấm riêng này đi đây nó nhận ra người ha thì nếu bạn lít vô người á thì nó có rất nhiều phần nè nguyên một cái dọc bên dưới này luôn nó phân ra cho bạn nè da mặt nè da người nè chân mày nè rồi cái chồng trắng nè chồng đen nè môi nè tóc nè trang phục luôn nè nó rất là thông minh nha thì bạn muốn chọn cái phần nào để bạn chỉnh thì bạn check vô đây còn nếu mà bạn chọn hết luôn á nguyên một cái chủ đề này luôn thì nó trên này tất cả bạn print map là nó tạo ra bạn mặt nạ rồi mình xóa đi đó thì tương tự giống như là bạn không chọn này mình không chọn hết tất cả mình chọn cái khuôn mặt thôi hay mình chọn cái cái tóc thôi đâu rồi he đâu đây he chọn tóc thôi còn mát này nó tạo mình tóc thôi xong rồi cái tóc nè vô tóc mình chỉnh nè mình chỉnh cho sáng cái tóc ra mình nâng sao đồ lên đi nâng sáng chút đó ví dụ vậy tóc có tối quá mình muốn tóc sáng ra tí xíu rồi mình xóa đi Nói chung là cái phần mặt nạ của ai mình khá là nghĩ nó thông minh lắm các bạn cũng có những cái hình là nó không thấy nè ví dụ như hình này vô đây nó đâu có load được bibo đó không no bibo found là, nó không có thấy người tùy theo tấm nào bạn chụp tề chỉnh chút thì nó còn thấy còn chụp kiểu kiểu như mình chụp tấm này chụp hậu kỳ chụp chơi vậy thì nó không có thấy luôn rồi mình chuyển qua tấm khác thử nè à, bạn coi nó lát nè nó thấy nè thấy bạn lít vô cũng vậy rồi mình Cancel, với. mình tắt phần mặt nạ đi khi mình tắt mặt nạ hay là bất kỳ phần công cụ nào ở đây thì Lightroom sẽ tự động quay trở về phần edit thôi. Các bạn thấy phần edit nó sáng lên nè. Phần edit nó bao gồm tất cả các thanh công cụ dưới này. Hiện tại cái thanh công cụ của mình nó đang hiển thị dòng chữ tiêu đề thôi. Khi mình vào cái phần mà tông kết thì phần chi tiết của tông kết nó hiện ra. Nhưng mà phần chi tiết của basic nó lại không hiển thị nữa. Nếu như muốn hiển thị phần chi tiết của tất cả các thanh công cụ cùng lúc thì bạn click chuột phải lên thanh công cụ bạn chọn Expand All. Các bạn thấy lúc này tất cả các thanh công cụ đã hiển thị phần chi tiết. Nếu bạn không muốn hiển thị chi tiết của phần nào thì bạn có thể lít chuột trái vô nó thì phần chi tiết nó sẽ ẩn đi. Ví dụ đây, mình lít chuột trái vô tông kết thì nó sẽ đóng lại. Color đóng lại, Color Reading nó đóng lại. Mình lít chuột trái vô nữa thì nó sổ ra lại. Nếu muốn hiển thị chi tiết của mỗi thanh công cụ thôi thì bạn lít chuột phải vào thanh công cụ nào cũng được rồi bạn chọn solo mode bây giờ mình giữ chế độ solo mode để cho các bạn dễ nhìn nha tại vì mình đang chia sẻ với các bạn từng thanh công cụ nếu mình mở chế độ spano thì các bạn nhìn nó dễ bị rối rồi giờ bắt đầu với thanh công cụ basic này nha ở đây nó có phần color và phần black and white phần color nó hiển thị cho bạn màu sắc bình thường để bạn chỉnh sửa còn phần black and white bạn chọn khi bạn muốn chỉnh hình ở dạng trắng đen hay khi mình chuyển qua đây thì hình nó sẽ chuyển qua dạng trắng đen. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa bình thường. Rồi giờ mình chọn qua lại color nha. Ở thanh profile này, Lightroom cung cấp cho mình các dạng profile màu sắc như là Adobe Color, Landscape Color, Adobe Portrait, vân vân. Bạn có thể chọn các dạng profile khác ở trong cái dòng brown này nè. Ở đây nó có nhiều cái dạng profile khác để bạn lựa chọn nha. Trong cái phần camera matching là các định dạng màu sắc hợp với lại cái loại máy ảnh của bạn đang sử dụng. Giờ mình đóng lại cái nếu như mà bạn lít chuột trái vào những cái ô nhỏ ở đây nè thì nó cũng sẽ hiện ra các profile cho bạn lựa chọn để mình chọn cái tấm hình khác đi hình này nè mình đã có tạo sẵn thêm cho các bạn một cái file ảo rồi để mình lựa chọn cái định dạng file cho các bạn dễ hình dung so sánh ví dụ ở hình này mặc định profile màu mà Lightroom tùy chọn ban đầu là Adobe Color nhưng mình thấy màu sắc nó sẽ không đẹp bằng profile màu camera che trong phần camera matching mình thấy nó đẹp hơn nên mình lựa chọn định dạng profile này đây là file nguyên thủy ở định dạng Adobe Color nằm bên trái file bên phải là file định dạng camera portrait các bạn thấy màu sắc nó khác nhau rất rõ ràng màu da màu makeup ở tấm hình bên phải này nó trong trẻo nó đẹp hơn là cái hình bên trái hình bên trái nó hơi lì hơi đục màu rồi giờ mình quay trở lại tấm hình bên này vào lại cái phần brow nha các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các dạng profile ở trong này có rất là nhiều ví dụ cái phần Artistic Lightroom cung cấp cho bạn 8 cái dạng profile màu khác nhau bạn có thể tìm hiểu thêm ha Phần này là black and white, 17 định dạng file lần. Bên dưới này là modern, những profile màu này nó phù hợp khi bạn chụp thời trang, chụp modern. Vintage cũng có 10 cái profile vintage, định dạng này nó phù hợp cho các phong cách hình ảnh cổ điển các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Nguyên cái ô này là phần cân bằng trắng, quay ba lăng. Cân bằng trắng có nghĩa là màu trắng sẽ được cân về đúng màu trắng, không bị ám vàng hay là ám xanh. Ở đây Lightroom cũng cung cấp cho các bạn tùy chọn cân bằng trắng có sẵn như là Auto, nè, Daylight, Cloudy, Set, Tungsten, Forestion, Flat và Custom. Daylight là ánh sáng ban ngày. Ấy. Cloudy là bạn chụp khi mà trời có nhiều mây á, set là bóng râm, tungsten là khi bạn chụp ở ánh sáng đèn dây tóc đèn vàng á, là ánh sáng của đèn huỳnh quang á, khi bạn chọn vô những cái này á, Lightroom sẽ tự động cân bằng màu cho bạn. Adsort là nhiệt độ màu mà bạn đã xét trong máy ảnh. Mình quay trở lại Adsort nha. Đây á, là công cụ cân bằng trắng. Bạn chọn vào cái vùng điểm ảnh có màu trắng hoặc màu xám. Lít chuột trái thì Lightroom sẽ tự động cân bằng trắng theo điểm mà bạn đã chọn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn vào vùng váy có màu xám đi. Đây mình thấy, đây nó có cái điểm nè, mình lít chuột trái các bạn thấy là thanh temperature và thanh tin nó đã thay đổi thông số. Thanh temperature là nhiệt độ màu. Khi bạn kéo về bên trái thì nhiệt độ màu sẽ giảm. Màu xanh sẽ được thêm vào ảnh nhiều hơn. Hình ảnh sẽ dịu mắt mát mắt hơn. Ngược lại khi bạn kéo về bên phải, nhiệt độ màu sẽ tăng. Màu vàng sẽ được thêm vào ảnh nhiều. Hình ảnh sẽ ấm áp hơn nhưng mà bạn đừng quá lạm dụng. Nó sẽ gắt quá khó chịu lắm. Còn thanh công cụ tin khi bạn kéo về bên trái thì ảnh sẽ được trộn thêm màu xanh lá. Bạn kéo về bên phải thì trộn thêm màu hồng tím trừ trường hợp những hình ảnh mà khách hàng yêu cầu là phải có màu sắc trung thực thì cái phần cân bằng trắng này các photo sẽ sử dụng nó theo sở thích cá nhân và nhiều khi họ sử dụng nó một cách sáng tạo chứ không phải lúc nào cũng phải cần cân bằng trắng chính xác rồi giờ mình qua cái ô tông này nha ở đây cái ô tông nó nằm ở đây nè cái thanh nhiệt bua này á cho phép bạn chỉnh sáng tối nguyên cái tấm hình bạn kéo qua phải á, thì nó sáng đều lên bạn kéo qua trái thì nó tối đều Thanh con trát dùng để chỉnh độ tương phản. Bạn kéo qua phải thì nó tăng độ tương phản. Bạn kéo qua trái thì nó giảm độ tương phản. Rồi cái thanh con chat này nó sẽ làm cho những cái vùng mà có màu tối nó sẽ tối hơn, vùng trắng nó sẽ trắng hơn. Nó tạo ra cái sự tương phản. Thanh highlight để bạn tăng hoặc giảm những vùng có ánh sáng mạnh. Ví dụ giống như vùng áo nè. bạn tăng lên hoặc bạn giảm xuống thì cái vùng đó nó sẽ giảm rõ. Các bạn thấy rõ ha. Mình ví dụ qua tấm hình bên này đi. Đây thì nó highlight nó cũng có nằm ở cái vùng da mặt nữa nè, highlight nó hơi cao nè. Các bạn có thể giảm xuống. Bạn thấy rõ là cái vùng da nó được giảm highlight. Shadow giúp bạn tăng giảm độ sáng của những vùng tối như những cái vùng này. Vùng mắt này cũng tối nè, mình tăng shadow lên. Thì các bạn thấy các vùng tối nó xuất hiện nhiều chi tiết. Mình giảm thì nó tối xuống luôn. Thanh công cụ White thì nó thêm hoặc giảm điểm trắng vào hình ảnh. White này chúng ta sẽ kết hợp với thanh Highlight khi chúng ta hậu kỳ chỉnh sửa. White khi các bạn tăng lên, nó sẽ thêm những cái điểm trắng vào hình ảnh. Giảm xuống thì nó sẽ giảm. Thanh Black nó cũng thêm hoặc là giảm điểm đen vào hình ảnh. Các bạn cũng dùng kết hợp với thanh Shadow khi chỉnh sửa. Tăng Black lên thì những cái vùng Black nó sẽ được sáng hơn. Mình giảm thì những cái vùng Black nó sẽ được thêm những cái điểm đen nó đậm kết hợp khéo léo highlight shadow white và black thì hình ảnh của bạn sẽ có độ sáng tối hợp lý nó giúp hình ảnh bạn trong trẻo và có chiều sâu hơn nó cũng giúp bạn giảm những cái điểm chết trong hình do quá trắng sáng hoặc là quá tối ở dưới đây là ô Operation. Thanh công cụ test giúp bạn tăng hoặc giảm các chi tiết, họa tiết của hình ảnh. Đây mình kéo qua bên phải. Thì các bạn thấy chi tiết hình ảnh tăng lên. Mình kéo qua bên trái, nhìn nó dịu mắt hơn những cái điểm chi tiết nó giảm bớt nó cũng mịn hơn nó đỡ gắt thanh clarity này là để tăng chiều sâu cho hình khi mình kéo qua bên phải thì nó gắt hơn nè nó giống như hơi hdr một chút nữa khi mình kéo thanh trượt qua bên trái thì nó sẽ mịn mịn nó hơi hơi ảo ảo nhưng nếu mình kéo qua nhiều quá thì nó xốp luôn thanh đi hay này sử dụng cái hình ảnh của bạn chụp nó có những cái vùng xương những cái vùng quá chói sáng bị lọt sáng nhiều hoặc những vùng sương mờ thì bạn dùng công cụ đi hay này để xử lý đi cái lớp bị phủ mờ ví dụ bạn chụp ở thời tiết sương mù á bạn cũng dùng nó để khử cái lớp mù hoặc là cái lớp khói đây để mình qua hình bên này ví dụ như mình nâng sáng hình này lên đi đó giống như là hình này mình bị chụp dư sáng nó bị mù hình luôn thì mình kéo thanh đi hay này qua bên phải để khử bớt đi những cái vùng bị flare sáng á, các bạn để ý nè nó sẽ giảm đi những cái vùng bị flare sáng. Rồi mình reset lại cái. Dưới đây là phần vibrant và Saturation. Khi bạn tăng giảm Saturation thì tất cả các màu sắc ở trong hình nó đều tăng hết. Nhưng mà bạn tăng Saturation hơi lố thì màu sắc trong hình nhìn nó rất là khó chịu. Khi bạn tăng Vibrance thì tất cả màu sắc trong hình cũng sẽ tăng nhưng mà tăng rất ít bạn dễ kiểm soát đặc biệt là cái màu vàng cam màu da sẽ tăng rất ít so với các màu khác các bạn để ý đây mình kéo lên thì màu cam nó cũng lên rất là ít bạn có thể kiểm soát được đó nếu như mà mình tăng saturation lên nó gắt hết cả tấm hình thường các photo sẽ sử dụng hai thanh công cụ này theo cái cách là giảm một chút saturation sau đó tăng lại vibrant để dễ kiểm soát được cái độ bão hòa màu sắc hình ảnh đây là thanh công cụ tông kết mô tả nôm na nó là những đường cong sáng tối, những đường cong màu sắc. Ở công cụ đầu tiên này, Lightroom cho phép bạn chỉnh sáng tối. Bạn có thể chọn một điểm trên đường thẳng này, kéo nâng lên hoặc là giảm xuống thì Lightroom sẽ tự động tăng giảm trong cái vùng đó thôi. Để mình chọn một cái hình khác nha. Để mình qua bên cái phần này mình giới thiệu cho các bạn dễ hình dung. Ví dụ đây mình chia ra một cái điểm ở giữa. Thì từ cái điểm này á, cho tới cái điểm cuối ở phía trên này nguyên cái phần này ở trên thanh tông kết nó thể hiện cho vùng highlight cái vùng sáng còn từ cái điểm này cho tới cái điểm giữa này nó thể hiện cho cái vùng tối vùng shadow ở thanh công cụ đầu tiên này Lightroom cho phép bạn chỉnh sáng tối bạn có thể chọn một điểm trên đường thẳng này kéo lên hoặc là giảm xuống thì Lightroom sẽ tự tăng giảm trong cái vùng sáng đó thôi ở đây có công cụ để giúp bạn chọn cái điểm chỉ định ví dụ mình lít vô nó rồi mình chọn ra đây mình chọn ở cái điểm ở cái vùng váy này thì các bạn thấy cái điểm chỉ định này nó nằm ở phía trên tức là nó nằm ở cái vùng highlight vùng có ánh sáng cao á ở dưới đây nè chữ highlight dưới đây nó cũng sáng trắng lên khi bạn nâng lên nó bạn lít chuột trái giữ bằng nâng lên thì các thông số giữa vùng highlight nó cũng tăng lên nè các bạn thấy khi mình giảm xuống đó, thông số vùng highlight nó cũng giảm xuống khi mình chọn vô cái vùng cây lá này nè thì các bạn thấy cái điểm chỉ định đó, nó cũng xuất hiện ở trên thanh tông kết này nhưng mà nó xuất hiện ở cái vùng tối á nếu mình nâng lên thì các bạn thấy shadow nó cũng tăng lên giờ mình reset nó lại cái lít chuột hai cái thì nó sẽ reset lại ha và sau đó mình qua bên cái thanh công cụ vòng tròn kế bên này trắng trắng thanh công cụ này cũng chỉ để chỉnh sáng tối tương phản thôi nhưng mà Lightroom cho phép bạn chia ra bạn có thể chọn nhiều điểm nhiều phần để các bạn chỉnh sửa từng phần từng vùng theo ý các bạn đây mình có chia một điểm rồi nè ở đây mình có thể thêm các điểm nữa ví dụ đây mình chọn 3 điểm rồi ha ở đây những cái điểm ở vùng tối mình thấy cần nâng lên thì mình chọn cái điểm ở phía dưới mình tăng lên thì các bạn thấy các cái vùng tối vùng shadow nó sẽ được nâng lên à ở đây còn cái thanh refine saturation nữa nè nó cũng rất là hay để mình chuyển qua cái hình chân dung bên này cho các bạn dễ hình dung mình nốt ở đây một cái điểm đi ví dụ mình tăng cái vùng highlight của cái hình này lên thì các bạn thấy nó cũng tăng độ tương phản cho hình ảnh nhưng đồng thời màu sắc nó cũng bị gắt hơn nhìn rất khó chịu nhiều bạn sẽ quay lại phần basic ở trên này để giảm saturation là giảm độ bảo hòa màu nhưng mà ở đây bạn có thể giảm trực tiếp trên cái thanh Refine Saturation này. Không cần thiết phải giảm ở phần Basic nha. Đây mình giảm xuống đi. Đó, các bạn thấy saturation nó giảm đỡ gắt hình liền mình tăng lên gắt hơn mình có thể giảm ở đây nha các bạn nhớ khi mà kéo chuột để tăng hoặc giảm một điểm ở trên thanh tone kết này nè thì các bạn sẽ rất khó kiểm soát cái độ nhạy của nó các bạn có thể giữ phím Alt trong cái lúc điều chỉnh để dễ kiểm soát hơn bạn nào xài mát thì giữ phím option ha ba vòng tròn này Lightroom phân ra cho mình ba màu sắc đỏ xanh lá và xanh da trời ở đây các bạn thấy trong cái vòng đỏ này thì phía bên trên nó là màu đỏ, phía dưới là màu xanh. Khi bạn kéo thanh này lên thì hình của bạn sẽ được thêm màu đỏ. Bạn kéo xuống thì hình bạn được thêm màu xanh. Bạn có thể chọn các điểm chia các vùng sáng tối khác nhau để thêm màu cho các vùng mà bạn thích. Ví dụ đây mình chia ra các điểm đi. Đây. Mình kéo cái vùng sáng này xuống dưới màu xanh. Các bạn thấy cái vùng sáng vùng highlight ở trên hình đó, nó ăn màu xanh vô ha. Nếu như bạn muốn cái vùng highlight nó được thêm màu đỏ thì bạn đẩy lên trên này. Trong phần xanh lá thì các bạn thấy ở trên nó là màu xanh lá, phía dưới nó là màu hồng tím. Các bạn cũng có thể chia ra các điểm, các vùng tùy theo ý các bạn và các bạn tăng giảm màu tùy ý. Ví dụ mình chia ra làm 3 điểm. Giờ mình muốn thêm màu xanh cho vùng tối, mình kéo điểm phía dưới này lên màu xanh. Đó, các bạn thấy những cái vùng tối ở dưới này đó được phủ thêm màu xanh Mình muốn nó phủ màu hồng tím Thì mình kéo xuống dưới đây Thì những cái vùng tối nó sẽ phủ thêm màu tím Trong ô màu xanh da trời thì cũng tương tự như vậy thôi, phía trên nó là màu xanh, phía dưới nó là màu vàng. Các bạn cũng áp dụng chia vùng, chia điểm để chỉnh màu. Rồi giờ mình qua thanh công cụ HSL Color. Đây mình đọc một tiếng Việt luôn ha, cho thuận miệng. Các bạn thông cảm nha. Trong thanh công cụ này Lightroom cho bạn 8 màu sắc khác nhau. Bạn có thể tinh chỉnh sáng tối, độ bão hòa và chuyển màu của từng màu sắc. Bạn cũng có hai giao diện để hiển thị lựa chọn là HSL và Color. Đây, giao diện này là HSL, giao diện bên này là Color. Ở giao diện HSL, bạn sẽ có 4 ô, Hue, Saturation, Luminance và On. Phần Hue này á, cho phép bạn chuyển màu. Ở đây có 8 màu, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh nước, màu xanh trời, màu tím nhạt và màu hồng. Nếu mình chọn thanh màu đỏ, à, để mình chọn qua cái hình khác, chọn hình này đi. Nếu mình chọn thanh màu đỏ, mình kéo qua bên trái, thì những vùng có màu đỏ trong hình sẽ chuyển sang màu hồng. Kéo qua bên phải thì vùng màu đỏ sẽ chuyển sang cam. Ví dụ ở đây các bạn nhìn vào môi của cô dâu. Nếu mình kéo qua trái, cái vùng môi sẽ chuyển sang màu hồng. Mình kéo qua phải thì cái vùng môi chuyển qua cam giờ mình chọn màu xanh lá, mình sẽ chuyển qua màu vàng. kéo qua phải thì màu xanh lá trong hình sẽ chuyển qua màu xanh đậm. nói như màu xanh ngọc bích mà hơi đậm, blue này thì mình chọn hình có mây trời như hình này đi. mình kéo qua trái thì màu xanh trời sẽ chuyển qua màu xanh ngọc. kéo qua phải thì xanh trời chuyển qua màu tím. các bạn thấy ở đây Lightroom thể hiện các thanh công cụ này rất trực quan. bên trái hay bên phải của mỗi thanh công cụ đều thể hiện đúng cái màu chuyển hết các ô kế bên nó cũng hiển thị rất trực quan, tương tự như là cái ô hue này thôi. Có nhiều bạn hỏi mình sao cho phần hê này nó không cho mình chuyển màu xanh thành màu đỏ hay màu xanh thành màu tím luôn. Ví dụ bạn chụp hình món ăn mà trái ớt nó màu xanh, bạn không thích, bạn muốn chỉnh trái ớt xanh thành trái ớt đỏ thì đối với Lightroom nó cũng đơn giản thôi, nhưng bạn làm ở phần khác chứ trong phần hue này nguyên tắc hoạt động của nó là chỉ cho phép bạn chuyển màu gốc sang các vùng màu lân cận thôi. Ví dụ màu lân cận của màu đỏ là màu hồng với màu cam màu lân cận của màu cam là màu đỏ với màu vàng vùng lân cận nó cũng dựa trên nguyên tắc bánh xe màu sắc mình xuống cái color grading này là thấy ngay à vùng lân cận với màu đỏ là màu cam với màu hồng tương tự như vậy màu lân cận của màu cam là màu đỏ với màu vàng rồi giờ mình qua bên saturation này nha các bạn thấy rõ là bên trái màu sắc giảm dần và mất màu luôn bên phải thì màu sắc tăng dần. Nếu mình chọn màu cam, mình kéo qua phải, thì các bạn thấy những vùng có màu cam như là màu da, màu gỗ sẽ tăng độ rực lên. Mình kéo qua trái thì màu nó sẽ nhợt nhạt xuống. Mình kéo về không luôn thì một số vùng màu cam sẽ mất màu luôn. Các bạn lấy chuột trái hai cái thì nó sẽ trở về không. Tiếp theo là Luminin. Luminin nghĩa là độ sáng. Trong ô này nó cho phép bạn lựa chọn ra từng màu sắc để bạn tăng giảm độ sáng của riêng từng màu mình chọn màu xanh, mình kéo qua anh phải các bạn thấy màu xanh của cây lá nó sẽ sáng lên, màu xanh của cỏ nó sẽ sáng lên nè. Mình kéo qua trái thì màu cỏ nó tối xuống. Các màu sắc khác cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ màu xanh mình kéo lên thì màu xanh nó sáng lên, mình kéo xuống thì màu xanh nó tối. Phần on này nó sẽ hiển thị cho bạn tất cả các ô hue, saturation và luminance. Nếu muốn hiển thị tất cả các ô này cùng lúc thì bạn chọn on, còn muốn chỉnh sửa từng phần như hue, saturation, luminance riêng thì chọn vô từng phần rồi chỉnh thôi. Qua bên phần Color này, nó cũng cùng chức năng tương tự, nhưng mà giao diện có thể hiện khác với bên HSL. Giao diện nó ưu tiên về màu sắc. Bạn thấy ở đây, nó có 8 cái vòng tròn thể hiện cho 8 màu sắc, cũng là đỏ, xanh, cam, vàng, xanh lá, xanh nước biển, xanh trời, tím và hồng, giống như bên HSL. Vòng tròn cuối cùng là thể hiện cho tất cả 8 màu. Khi mình click chuột vào mỗi màu thì nó sẽ hiện ra 3 chức năng. Đầu tiên là Hue, rồi tới Saturation và cuối cùng cũng là Luminance thường thì các photo khi chỉnh hình chỉ sẽ sử dụng giao diện bên HSL nhiều hơn đặc biệt là bên giao diện HSL này để mình chỉnh về cái hơi nó còn có cho bạn một cái vòng tròn vòng tròn này nó có chức năng giống như cái vòng tròn ở trên phần tông kết thôi để mình chọn cái hình khác. ví dụ đây cái vòng tròn này để bạn chỉ điểm mình lít vào vòng tròn ha mình chọn ra cái vùng da này mình lít chuột mình nâng lên thì các bạn thấy cái vùng da mình vừa lít chuột mình nâng lên nó không chỉ có màu cam mà nó còn có màu vàng trong đó nữa mình tăng cam lên thì vàng nó cũng nhảy theo mình giảm xuống thì màu vàng nó cũng giảm theo mình lít chuột trái thì xét lại giờ mình chọn cái điểm này vô vùng màu xanh ha mình tăng lên mình giảm xuống thì màu xanh này nó cũng có màu vàng mình tăng lên thì màu xanh với màu vàng nó cũng tăng lên ở một số trường hợp thì bạn chọn cái điểm này để bạn chỉnh màu nó sẽ tốt hơn còn một số trường hợp không cần thiết thì bạn không cần phải chọn cái điểm chỉ điểm này giờ mình qua phần color grading đây là phần giúp các bạn chọn màu cho hình ảnh của mình Lightroom sẽ phân ra cho bạn 3 vùng để chọn màu đó là shadow, midtone và highlight mít tông là những cái vùng có ánh sáng trung tính ví dụ giống như là những vùng đủ sáng nó không quá sáng hoặc quá tối còn những vùng shadow là những vùng đây những vùng tối còn vùng highlight là những vùng có ánh sáng mạnh như là váy áo ví dụ ngay cái vòng tròn highlight này mình chọn cái màu đỏ ngay đây luôn và bây giờ mình kéo cái tâm ở giữa vòng tròn này ra khi kéo các bạn giữ phím shift rồi kéo chuột chứ không cái điểm màu ở phía ngoài này nó cũng có thể dễ bị di chuyển luôn nha đây các bạn thấy nếu mình không giữ ship thì điểm màu phía ngoài nó cũng di chuyển luôn bây giờ mình giữ phím ship tăng lên giảm xuống thì nó chỉ di chuyển cái điểm bên trong vòng tròn thôi điểm bên ngoài nó sẽ không di chuyển các bạn để ý là khi rê chuột vào các cái điểm phía bên trong vòng tròn hay là phía ngoài nè hoặc cái điểm ở bên dưới này nè thì nó sẽ có hiện lên các thông số hsl các thông số hsl ở trên này nè nha rồi rê chuột vô đây thì các cái điểm HSL này nó sẽ nổi lên. HSL này là ba chữ viết tắt của Hue, Saturation và Luminance. Hue là cái điểm ở bên ngoài vòng tròn nè. Khi bạn di chuyển điểm bên ngoài vòng tròn, thông số Hue sẽ thay đổi. Đây, các bạn thấy Hue nó sẽ thay đổi. Khi bạn di chuyển điểm ở giữa vòng tròn thì thông số Saturation sẽ thay đổi. Khi bạn di chuyển điểm Luminance ở dưới thanh trượt này nè, thì Luminance ở trên nó cũng thay đổi. Luminance là độ sáng tối. Ví dụ mình chọn vô dùng shadow này đi Rồi mình kéo thanh luminance này dưới đây qua phải hoặc trái Để mình tăng hoặc giảm cái độ sáng cho cái vùng shadow Đó các bạn thấy cái vùng shadow nó sẽ được tăng hoặc giảm vùng sáng Tương tự như vậy thì ở bên cái phần highlight hoặc là mid tông nó cũng vậy Nếu mình tăng là cái vùng highlight nó sẽ sáng lên Nếu như cái vùng váy á, là cái vùng highlight nó sáng lên rất nhiều Mình qua trái thì nó giảm xuống để mình reset cái màu này lại cái đó Đây khi mình tăng highlight lên thì nó rất sáng Khi mình giảm lại thì nó sẽ tối lại cái blending này á, là độ hòa trộn khi mình kéo thanh blending qua phải tức là tăng độ trộn màu kéo qua trái tức là giảm độ trộn màu của các màu sắc và ví dụ ở phần highlight trong tấm hình này mình chọn cái điểm màu là màu đỏ này luôn đi rồi mình kéo cái điểm giữa tâm này lên để mình tăng màu sắc đỏ các bạn thấy cái vùng highlight ở trên hình đó, nó bắt đầu được trộn màu đỏ vô rồi và bên vùng shadow mình sẽ kéo cái điểm màu qua màu xanh bên này rồi mình giữ ship mình kéo cái tâm của vòng tròn này để tăng màu sắc các bạn thấy các vùng tối ở trong hình nó cũng đã bắt đầu được trộn màu xanh đây là hình ảnh trước và sau khi mình trộn màu nè sau trước sau giờ các bạn để ý nha mình chọn cái miếng ván ngay đây nè miếng ván ngay đây ngay cái khuỷu tay gần ngay cái khuỷu tay của cô dâu hiện tại phần này nó vẫn còn giữ lại được cái màu sắc ban đầu của ảnh góc khá rõ đây nè giờ mình tăng cái blending này lên nha mình tăng lên thì các bạn thấy nó được trộn lên cái lớp màu xanh nhiều hơn còn khi mình giảm về không thì cái màu sắc của nó sẽ được trộn ít hơn và nó trả lại cái màu gốc nhiều hơn. Đây mình tăng nè, nó xanh nhiều ha. Mình giảm, nó trở lại màu gốc như ban đầu nhiều hơn. Giờ mình xem cái hình tổng thể lại. Nếu mình tăng blending qua phải, các bạn thấy màu sắc của nó bị trộn nhiều bởi màu xanh của vùng shadow và màu đỏ của vùng highlight. Còn nếu như mình kéo qua bên trái thì cái độ trộn của nó sẽ ít hơn các bạn sẽ cảm thấy là cái màu xanh và màu đỏ trong hình ở những vùng highlight và shadow nó sẽ giảm đi. Khi các bạn giảm cái thanh blending này về không thì nó vẫn blend, tức là nó vẫn còn trộn màu chứ không có nghĩa là giảm về không là nó không còn trộn nữa nha. Đây bây giờ mình đã giảm về không rồi, mình sẽ xem lại với cái hình trước khi là mình blend màu. Đó các bạn thấy, nó vẫn có trộn màu. Ba lăng là thanh cân bằng. Khi mình kéo qua trái á, thì màu sắc của vùng shadow sẽ được ưu tiên blend nhiều hơn. Khi mình kéo sang phải ấy, thì màu sắc ở vùng highlight sẽ được ưu tiên blend nhiều hơn. Ở không là mức cân bằng, không ưu tiên màu nào hết ha. Khi mà bạn đã chọn các màu để blend cho các vùng shadow, highlight, mid Tone này rồi mà bạn thấy chưa nghĩ thì bạn mới bắt đầu điều chỉnh độ hòa trộn ở thanh blending này hoặc là chỉnh thêm ở thanh ba lăng này. Khi bạn click vào các vòng tròn ở phía trên này thì Lightroom sẽ hiện cho bạn một giao diện chi tiết hơn. Đây vòng tròn này là vùng shadow. Ở đây các bạn thấy nó có cái dấu tam giác. Khi bạn click vô dấu tam giác thì nó sẽ sổ ra cho bạn ba cái dòng chi tiết là hue, saturation và luminance. Ở giao diện chi tiết này nè, nếu như bạn không muốn kéo màu ở trên cái vòng tròn cái bánh xe màu sắc này thì bạn có thể kéo màu ở dưới những cái thanh công cụ này. Đây là vùng midtone hay là vùng highlight. Ở đây các bạn thấy có cái ô màu hồng này nè, nó chính là màu mà mình chọn để blend cho cái vùng highlight đó các bạn mới thường hay hiểu lầm là mình đang lên ở cái màu đỏ nhưng mà điểm màu đỏ bên ngoài bánh xe màu này nó chỉ thể hiện cái màu ngoài cùng của vòng tròn màu sắc thôi còn cái màu mình chọn để áp dụng lên vào vùng highlight là cái vùng nằm ở phía trong này ngay điểm này nè khi mình kéo điểm này lên hết thanh trượt thì nó mới đúng là màu đỏ các bạn thấy ở đây nó thành ô màu đỏ rồi nè saturation lên trăm phần trăm thì nó mới đúng là cái điểm màu đỏ còn hồi nãy mình chỉ chọn nó ở cái vị trí màu hồng thôi. Đây cái global này nó, nó cho phép bạn lên màu lên toàn bộ tấm hình luôn, không có phân biệt ra vùng shadow, highlight hay midtone gì hết. Ví dụ sau khi bạn đã lên các vùng shadow, highlight, midtone nhưng mà bạn thấy chưa hài lòng, bạn có thể qua phần global này để bạn lên tổng thể cho hình mình nó cam hơn, xanh mát hơn hoặc là tím hơn tùy theo các bạn thích. Ví dụ đây, mình có thể thêm chút màu xanh cho nó, thêm chút màu tím cho nó. Giờ tới phần detail. Phần detail này cho phép bạn điều chỉnh tăng giảm các chi tiết độ sắc nét và khử hạt khử nhiễu trong hình ảnh. Ở đây các bạn thấy có một cái dấu tam giác. Mình lít chuột vô dấu tam giác này nó sẽ hiện ra một cái ô. Cái ô này thể hiện một vùng ảnh phóng lớn ở trên hình ảnh các bạn đang chỉnh sửa. Phía bên trái nó có hình cái ô vuông nè. Mình lít chuột vô xong mình rê chuột vào cái phần hình ảnh mà mình muốn chọn. Thì mình sẽ lít chuột trái. Bạn cũng có thể di chuyển cái vùng hình ảnh mà bạn muốn xem trong ô này. Phần sắp bên in này giúp bạn tăng độ nét, tăng chi tiết cho hình ảnh. Khi tăng hoặc giảm các thanh trong phần sấp này, bạn có thể nhấn giữ thêm phím Alt để nhìn rõ hơn các thay đổi của hình ảnh khi bạn hiệu chỉnh. Bạn nào sai mát thì nhấn giữ phím Option nha. Thanh Amount mau á cho phép bạn tăng hoặc giảm độ nét tổng thể của cả hình ảnh. Các bạn thấy khi mình giữ phím Alt tăng hoặc giảm thanh là mau thì hình ảnh sẽ chuyển qua màu đen trắng để cho mình dễ quan sát được cái độ sắc nét của nó. Thanh Radius sẽ làm tăng độ tương phản của những đường viền nó làm cho hình ảnh của bạn có những đường viền nổi bật hơn sâu hơn và tách biệt hơn đây mình cũng giữ phía mantelet tăng radius nha đó các bạn thấy các đường viền như vành môi vành mặt viền mặt sẽ được tăng lên đi theo thì cho phép bạn tăng giảm các vùng chi tiết các vùng tiểu tiết như là những vùng da những vùng lỗ chân lông thôi mình tăng lên một chút còn thanh mắt kim này cho phép bạn điều chỉnh một lớp mặt nạ theo nguyên tắc của mặt nạ thì vùng nào màu trắng là được hiển thị vùng nào màu đen là không có hiển thị mình nhấn giữ phím antalab rồi mình lít chuột vô thanh masking nha ở đây các bạn thấy khi phần masking ở mức không thì nó hiển thị nguyên cả tấm hình màu trắng hết Nghĩa là tất cả các thông số mình vừa chỉnh ở phần amount, radius, detail đều được hiển thị, đều được ứng dụng trên tất cả tấm hình này Khi mình tăng masking lên thì các bạn thấy vùng màu đen dần xuất hiện trong hình Ở những vùng màu đen này là những vùng không có hiển thị, không có ứng dụng những thông số mình đã hiệu chỉnh ở phía trên Giờ mình tăng lên khoảng 50 hoặc 60 đi vì mình chỉ muốn nét nó được tăng ở những vùng trắng Chứ mình không muốn nó tăng nét lên tất cả hình, nhìn nó rất là khó chịu. Tùy theo hình mà mình sẽ chọn cái thông số masking nó nằm ở khoảng bao nhiêu. Dưới đây á, là phần Noise Reduction. Phần này giúp bạn khử nhiễu, khử noise. Khi hình của bạn chụp ở ISO quá cao, nó sẽ có nhiều nôi hoặc là chụp thiếu sáng rồi bạn nâng sáng lên thì một số vùng nó sẽ bị nôi, bị hạt. Mình ví dụ như hình này, bên mình chỉ chụp test hậu kỳ thôi, nó thiếu sáng rất nhiều. Khi mình nâng sáng lên nó sẽ bị nhiễu. Đây là hình ban đầu, thiếu sáng rất nhiều ha. Phần đi nôi này, khi bạn lít chuột trái vào thì AI của Lightroom sẽ tự động khử hạt cho bạn, sau đó nó sẽ tự động làm nét tấm hình của bạn luôn và nó sẽ tạo cho bạn thêm một cái file Ảnh mới ở định dạng là DNG, các bạn cập nhật bản Lightroom mới nhất thì sẽ có phần AI Denoise này, nó rất hay, rất mạnh và rất thông minh. Phần dưới này là Manual Noise Reduction. Phần này để các bạn tự điều chỉnh khử noise thủ công. Ở đây cũng có hai phần ba thanh phía trên này bao gồm Luminance Detail và Contrast là một phần, ba thanh phía dưới bao gồm Color Detail và Smoothness là một phần ba thanh phía trên giúp bạn khử nhiễu hạt và ba thanh phía dưới giúp bạn khử nhiễu màu để mình phóng lớn hình này lên nha giờ mình tăng Luminance lên khoảng 35 đi các bạn thấy hình nó đã mịn và bớt noi rồi mình có thể tăng đi theo lên hoặc là tăng con để cho hình chi tiết hơn tương phản hơn mình tăng một chút đi theo thôi một chút con các bạn thấy những vùng ở đây nó còn li ti đốm xanh đốm đỏ bị nhiễu màu ở ngoài này cũng có mình khử nhiễu màu ở ba cái thanh phía dưới ha mình kéo thanh color lo lên khoảng 50 đi các bạn thấy là nó đã khử những vùng lốm đốm màu ở đây rồi để mình mở before và after cho các bạn xem để mình lên đây trước khi khử nhiễu và sau khi khử hình này mình thấy không cần thiết tăng detail mình tăng một chút smooth net lên để cho cái dải màu sắc nó mịn màng hơn ở đây các bạn thấy khi mình tăng smooth lên thì màu sắc ở những vùng bokeh này ngoài này nè với những vùng màu hơi gắt ở hai bên bàn tay mình nó đã mịn hơn, bớt gắt hơn ví dụ mình giảm xuống giảm smooth xuống các bạn thạch các bạn thấy màu sắc ở đây nó rất là gắt mình tăng lên thì nó sẽ dịu lại tiếp theo là phần lens Collection. phần này để các bạn điều chỉnh sửa lỗi cho lens hay còn gọi là ống kính đó một số ống kính khi bạn chụp cho ra hình ảnh bị méo nhẹ, bị tối bốn góc hoặc khi bạn chụp ở môi trường sáng, tương phản quá cao, ở ngoài trời nắng gắt sẽ xuất hiện những cái quan sai màu. Quan sai màu là những cái viền tím, việt xanh. Phần Remove Chromatic aberration này giúp cho bạn khử cái quan sai màu này. Những cái viền tím đây nè, những cái viền xanh xanh, những cái viền tím đây, nó là quan sai màu. Khi bạn click chuột vào Go Remove Chromatic aberration này, thì nó sẽ mất đi những cái viền tím, nó mất đi những cái viền xanh ở đây. Phần enable profile correction này giúp cho bạn xử lý lỗi biến dạng và bị tối bốn góc của ống kính. Các bạn thấy khi mình click vào cái ô enable profile correction thì hình ảnh của mình liền bốn cái góc xung quanh đây nó sẽ sáng lên. Với hình nó được hiệu chỉnh lại, bớt méo, bớt biến dạng. Ở đây có cái phần setup bạn chọn auto đi nha. Để chi để cho Lightroom tự động tìm cái thông tin cái len mà bạn sử dụng đó, rồi nó sẽ tự điều chỉnh điều chỉnh cái độ biến dạng cái quan sai theo cái thông số len đó cho bạn nếu bạn muốn thay đổi tăng hoặc là giảm cái độ biến dạng của hình này thì bạn kéo cái thanh trượt distortion này mình có thể kéo qua bên này nó có thể tăng hoặc là giảm cái độ biến dạng muốn thay đổi độ sáng tối của bốn góc của hình này, thì bạn kéo cái thanh trượt và này qua trái thì nó sẽ tối hơn qua phải thì nó làm sáng hơn bốn cái góc ở đây nó có cái phần manual cho bạn điều chỉnh nữa nếu bạn muốn tự chỉnh hoặc là trong những trường hợp bạn cần phải điều chỉnh chi tiết theo cái ý muốn của riêng bạn thì bạn vào phần manual này để điều chỉnh nhưng mà đa số các hình ảnh chỉnh sửa từ xưa giờ chưa có tới mức cần thiết phải qua manual này để chỉnh bạn có thể chỉnh auto bên phần profile này là cũng đã đạt rồi Giờ mình qua phần Transform. Phần này giúp cho bạn chỉnh sửa hình ảnh bị méo, bị nghi ngã. Đặc biệt là khi bạn chụp hình có kiến trúc trong đó, có cột kèo hoặc là khi bạn chụp hình sản phẩm. Ở cái thanh vertical này, khi bạn tăng lên hoặc là bạn giảm xuống thì hình của bạn sẽ bị viễn cận lên hoặc xuống. Cảm giác giống như là bạn hơi thay đổi góc máy, chỉ cao lên một chút hoặc là cuối góc máy thấp xuống một chút đó thanh horizontal nó cũng tương tự nhưng mà nó viễn cận hình ảnh qua hai bên qua bên trái hoặc là qua bên phải Rotate sẽ cho bạn xoay hình sang bên trái hoặc là bên phải Aspect cũng sẽ thu nhỏ hình bạn lại và kéo cái hình dài ra theo cái chiều ngang hoặc là chiều dọc thôi Scale là để thu nhỏ hoặc là phóng to hình ảnh của bạn X offset và Y e offset này để bạn di chuyển hình theo chiều dọc hoặc là chiều ngang ô Content Drop này bạn có thể chọn dấu tích vào nó hoặc là không chọn cũng được. Nhưng mình thì sẽ không chọn. Lý do không chọn thì mình đã nói ở trên phần drop. Phần drop trên này nè. Cái ô Content to May này là nó luôn á. Còn đây là các cái lệnh như là Auto, Guided, Level, Vertical, Full. Auto thì Lightroom nó sẽ tự động điều chỉnh hình ảnh của bạn cho thẳng và cân đối lại. Ví dụ như tấm hình này, mình chụp nó hơi bị nghiêng một chút. Các bạn thấy cây cột này là nó hơi bị xéo nè Mình sẽ chọn auto để lay tự động canh chỉnh lại Nếu không thích thì bạn có thể off nó đi Nó sẽ trở lại như ban đầu Phần gai địch này rất hay nhưng mà có nhiều bạn mới cũng không biết cách ứng dụng nó ở phần gai địch này các bạn phải hướng dẫn nó bạn phải tạo ra những cái đường kẻ để Lightroom nó chỉnh sửa lại hình ảnh dựa trên những cái đường kẻ hướng dẫn của bạn khi mình rê chuột vào phần gai địch nó sẽ hiện lên dòng chữ thông báo cho bạn là bạn phải chọn ít nhất là hai hoặc là nhiều hơn những đường kẻ hướng dẫn để Lightroom tự động chỉnh sửa à, cái phần gai địch này nó cũng còn có nằm ở đây nữa nè bạn có thể lít chuột vào cái ô gai địch ở đây cũng được hoặc là bạn chọn cái icon vòng tròn ngay đây cũng được giờ mình chọn phần gai địch này ha mình muốn cây cột gỗ này sẽ được điều chỉnh lại thẳng đứng không có nghiêng không méo không viễn cận gì hết mình rê chuột trên hình á thì kế bên nó sẽ hiển thị một cái ô phóng lớn rất là chi tiết để cho bạn chọn các đường mà bạn muốn kẻ các bạn lên chuột trái vào điểm bạn cần chọn mình lít vào đây đi rồi mình giữ chuột trái nha rê chuột đến điểm mà à, bạn muốn thả chuột trái ra mình rê xuống đây thả ra các bạn thấy khi mà mình chỉ kẻ một đường thì Lightroom nó sẽ không đủ dữ liệu chỉnh sửa cho bạn mình phải kẻ thêm một đường nữa hoặc là hai ba đường nữa cũng được thì Lightroom nó mới hiểu và hiệu chỉnh hình ảnh của bạn được giờ mình kẻ tiếp một cái đường viền của cây cột bên này nha các bạn thấy công cụ này nó thay đổi hình ảnh của các bạn khá mạnh mẽ luôn á khi mình đã chọn kẻ xong thì mình lít chuột trái vô ô tròn này lại nè để cho nó không có sử dụng cái cây thước này nữa các bạn thấy hình ảnh của mình trước và sau khi sử dụng cái công cụ gai địch này nó khác nhau rất là nhiều thay đổi rất rõ ràng các bạn thấy ha mình thêm một cái ví dụ khác đi đây để mình lấy cái cái hình ảnh bên này mình thêm một cái ví dụ ở hình này mình muốn cái cây cột này nó thẳng mình muốn cái bậc cầu thang này nó cũng thẳng nữa mình sẽ kẻ hai đường ha các bạn thấy cái đường cột về này nó thẳng băng nè bậc cầu thang này nó cũng thẳng luôn đây là hình ảnh trước và sau khi mình đã kẻ cái cái gai địch đó phần level thì nó cũng chỉnh hình bạn nhẹ nhẹ thôi phần vertical thì khá khó chịu cái full này thì khi chụp người ấy, hiếm khi sử dụng lắm khi mình chụp hình kiến trúc hoặc là một số cái hình sản phẩm, đồ vật, máy móc có kết cấu đặc biệt cần thiết thì mình mới xài tới cái phần full này thôi. Tóm lại trong cái tab Transform này chỉ có cái phần Auto và phần Guided là được sử dụng nhiều. Các phần còn lại thì rất ít khi dùng tới. Còn không là mình có thể chỉnh một vài cái thanh công cụ ở dưới đây bằng cách thủ công. Giờ qua phần... Effect phần Effect này cho phép bạn tạo ra những hiệu ứng trong này có hai phần nhỏ phần bên trên này á, là cái phần Post Crop Vignetting cho phép bạn tạo ra hiệu ứng tối hoặc sáng bốn góc cạnh xung quanh hình ảnh hoặc là bạn cũng có thể tạo ra những khung viền cho hình ảnh phần dưới này á, là Grain cho phép bạn tạo ra hạt cho hình ảnh đầu tiên á, là phần Post Crop Vignetting ở đây có ba cái style cho bạn lựa chọn. Thứ nhất là Highlight Priority là ưu tiên cho vùng sáng mạnh. Thứ hai á, là Color Priority, ưu tiên cho màu sắc. Cuối cùng là Pen Overlay, là phủ một cái lớp sơn mờ. Mình thì mình hay chọn Highlight Priority, còn mấy style kia thì mình gần như không có nhu cầu sử dụng. Thanh màu mau này khi bạn kéo qua bên trái á, thì Lightroom sẽ phủ cho bạn một cái lớp mờ màu đen. Khi kéo qua bên phải thì nó sẽ phủ lớp màu trắng midpoint là để bạn tăng giảm cái vùng sáng trung tâm phía bên trong. Khi tăng giảm bạn nhớ giữ phím Mantelet để nhìn thấy rõ hiệu ứng của nó. Bạn nào xài mát thì nhấn giữ phím Option nha. Rounded giúp bạn chỉnh độ tròn của vùng sáng phía trong. Bạn cũng nhấn giữ phím Mantelet để nhìn thấy rõ hiệu ứng của nó. Giờ mình kéo hết qua bên trái thì các bạn thấy vùng bên trong nó từ hình oval sẽ chuyển dần thành hình chữ nhật luôn nè. Nếu mình kéo hết cả qua bên phải thì vùng sáng bên trong nó tròn đều luôn. Fader này là để bạn chỉnh độ mờ cho cái viền của hiệu ứng này. Khi bạn giảm fader thì cái vùng viền của nó rất là gắt và rõ ràng. Khi bạn tăng fader thì vùng viền này sẽ mềm mại và nó dễ nhìn hơn. Thanh highlight này là khi bạn tăng lên thì hiệu ứng nó sẽ không có tác động vô được những cái vùng highlight trong hình ảnh của bạn. Các bạn thấy khi mình tăng lên 100 nè thì cái vùng đuôi váy của mình nó sẽ sáng lên mình giảm về không thì nó sẽ phủ cái lớp hiệu ứng lên trên phần đuôi váy tăng nhiều hay ít tùy theo ý đồ của bạn sở thích của bạn thôi dưới này là phần ren để bạn tạo hạt cho hình bạn muốn hạt nhiều hay ít thì bạn chỉnh ở cái phần mau để mình nâng lớn hình này lên cho dễ hình dung mình sẽ chỉnh cái phần mau lên một chút bạn muốn cái size nó lớn hay nhỏ thì bạn chỉnh ở đây thanh rau nịt này á là để bạn chỉnh cái độ nhám của nó muốn nhám nhiều hay nhám ít thì bạn chỉnh ở trên cái thanh này giống như giấy nhám vậy nó có nhiều loại loại nhám nhiều loại nhám ít ở đây bạn có thể chỉnh tăng hoặc giảm nè giờ tới phần calibration này nha phần này nó giúp cho mình chỉnh màu rất hay một số photo cũng thường sử dụng calibration để chỉnh màu nhưng với nhiều bạn mới chưa có hiểu về cái nguyên tắc hoạt động của phần calibration nên là ít có ứng dụng chỉnh màu mình sẽ nói sơ qua về nguyên tắc hoạt động của phần này để các bạn nắm rõ hơn ha. Mới nhìn thì các bạn thấy nó cũng có phần hue saturation cho các màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, nó cũng giống như là phần HSL và color ở trên này nè. Xin lỗi nha, mình đọc những cái chữ viết tắt HSL này theo tiếng Việt cho các bạn dễ hình dung cho nó tiện chứ mình không có đọc bằng tiếng Anh. Ở đây các bạn thấy nó khá là giống luôn á. Nó chỉ có thiếu cái phần luminance thôi. Nhưng nguyên tắc hoạt động của nó lại hoàn toàn khác nhau. Ở đây có những cái dòng chữ Red Primary, Green Primary và Blue Primary. Nghĩa là màu đỏ cơ bản, màu xanh da trời, màu đỏ cơ bản, màu xanh lá cây cơ bản và màu xanh da trời cơ bản. Ba màu cơ bản này, viết tắt của nó là RGB á các bạn. Mỗi một điểm ảnh ở trên hình ảnh của mình đều được tạo từ ba cái màu cơ bản này hết. Các bạn để ý ở phần này nè, ở bên dưới, phần này bên dưới go histogram nha khi mình di chuyển con chuột trên hình ảnh thì nó sẽ hiện các thông số màu sắc của RGB. Ngay cả màu trắng hoặc là màu đen cũng được hiển thị từ các thông số màu RGB. giờ mình vào cái phần basic, mình chuyển qua black and white nha. Các bạn thấy các điểm ở trên hình ảnh dù là màu trắng đen thì nó cũng được hình thành từ ba màu RGB thôi. Nhưng khi ở dạng trắng đen thì cả ba thông số RGB sẽ bằng nhau. Giờ mình chuyển qua lại màu đi. Tóm lại là tất cả các điểm ảnh ở trên hình ảnh của bạn cho dù là màu trắng hay màu đen, màu vàng, màu đỏ, xanh tím gì thì nó cũng đều thì nó cũng đều được hình thành từ những cái màu đỏ cơ bản, màu xanh lá cây cơ bản, màu xanh da trời cơ bản trong đó hết. Khi mình chuyển cái màu xanh lá cây cơ bản này thì các bạn thấy màu da, màu gỗ nó cũng bị chuyển màu luôn bởi vì trong màu da và màu gỗ nó cũng có màu xanh cơ bản ở trong đó. Để mình tạo thêm một cái file ảo cho cái hình này đi rồi mình chỉnh màu cho các bạn dễ hình dung. mình vào phần HSL và color giờ mình chọn cái màu xanh lá luôn đi mình chọn màu xanh lá mình cũng tăng hê lên 100 các bạn thấy là chỉ có các vùng cây cối hoặc là vùng nào có màu xanh lá cây thì nó mới chuyển màu thôi nó cũng chuyển màu xanh ngọc rất là gắt còn các màu khác như màu da màu gỗ nó vẫn giữ lại màu sắc ban đầu để mình quay trở lại về cái file trước đó ở đây các bạn thấy có cái dòng tin, dòng tin này nó cho phép bạn trộn màu, bạn có thể kéo qua bên phải để trộn màu tím hoặc là kéo qua bên trái để trộn màu xanh vô hình. Đây các bạn thấy có chữ shadow nữa nè, tức là nó cho phép bạn trộn màu vô vùng shadow thôi, chứ những cái dùng khác nó không có trộn. Trên này các bạn thấy có cái dòng rosette nè, bên này thì nó có 6 cái version, version 6 là version hiện tại, còn những version trước là version 1, 2, 3, 4, 5 là những cái phiên bản cũ các bạn cũng không cần phải quan tâm nhiều. Mình chỉ cần chọn cái version nào mới nhất để mình xài thôi. Còn những cái version cũ là Lightroom còn để lại là để cho bạn sử dụng những cái reset cũ, những cái bản Lightroom cũ thì Lightroom nó vẫn hiểu, vẫn áp dụng được. Tóm lại trong phần Calibration này cho phép bạn chọn màu cho những vùng tối. Bạn có thể chọn màu xanh hoặc là màu tím cho vùng tối. Bạn có thể chuyển màu, thay đổi màu của những cái màu cơ bản như màu đỏ cơ bản, màu xanh lá cơ bản, màu xanh da trời cơ bản, bạn cũng có thể chỉnh saturation mức độ bảo hòa màu sắc của các màu căn bản canh chỉnh như thế nào cho phù hợp là do mình phối hợp các thanh công cụ này thôi. À còn phần dưới đây nó có hai cái ô là reset và preview để khi mà bạn chỉnh màu chỉnh sáng tối trong hình mà bạn thấy không ưng ý bạn muốn reset nó lại từ đầu á, ví dụ mình qua tấm hình này bạn muốn reset nó lại từ đầu thì bạn click vào cái ô reset này không muốn reset lại bạn bấm còn trên Z thì nó sẽ quay trở lại cái bước trước đó còn ô previous để sử dụng khi bạn muốn copy toàn bộ những cái phần bạn đã chỉnh sửa của tấm ảnh liền trước qua cái tấm ảnh đằng sau này ví dụ tấm này bạn sử dụng previous để bạn copy tất cả những cái thông số bạn đã chỉnh sửa của tấm ảnh liền trước là tấm này nè qua tấm đằng sau này thì bạn click vào cái ô previous tất cả các thông số ở tấm liền trước này đã chỉnh sửa nó đều được áp vào tấm này. Những thông số như là cắt cúp bố cục mặt nạ sáng tối vân vân mọi thứ đều được copy vô tấm này hết. Mình không có quyền lựa chọn phần nào copy, phần nào không có copy. Mình reset lại. Ở bên cái ô copy và paste bên này thì Lightroom cho phép bạn quyền lựa chọn phần nào bạn muốn copy, phần nào bạn không muốn copy. Ví dụ, mình chọn tấm hình phía trước hoặc là bất kỳ tấm hình nào cũng được bất kỳ tấm nào trong này mà mình đã chỉnh sửa rồi mình click vào cái ô copy các bạn thấy là nó sẽ hiện lên cho mình cái ô copy setting để mình lựa chọn mình muốn copy phần nào thì mình check vô phần nào không muốn copy thì bạn bảo check đi ví dụ như này là cái phần crop này nè đây là crop là mình không có check mình bỏ trống và phần white ba lăng và một vài phần nữa mình không có chọn sau khi mình chọn xong thì mình bập copy sau đó bạn chọn tấm hình bạn muốn copy ví dụ như là tấm sau này luôn ví dụ như là tấm này đi rồi mình ấn bát những cái thông số đã chọn nó đã copy qua nhưng mà cái hình trước đó mình có crop mà hình này nó không có crop các bạn thấy rõ ràng nó vẫn giữ nguyên cái bố cục ban đầu nè ở ví dụ khi mình copy qua đây thì hình này nó sẽ hơi sáng mình giảm chút sáng lại tăng chút highlight cho nó tăng chút contrast cho nó rồi ok hoặc là bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl Shift C để copy hoặc là Ctrl Shift V để paste bạn nào sai mát thì bấm vô cái tổ hộp phím Command Shift C C và Command Shift V để copy và paste ha. Ví dụ, mình lại chọn tấm này, mình Control Shift C, nó cũng hiện ra cái bảng, mình chọn bao nhiêu đây thông số mình cần copy, mình copy rồi mình qua tấm hình này, Control Shift V nó sẽ paste qua đây. So với tấm này nó cũng hơi sáng, mình giảm xuống, giảm chút shadow, giảm chút highlight. À ở đây các bạn thấy cái viền này nó còn bị cái viền này màu sắc nó chưa có đồng bộ nó không có đúng các bạn yên tâm các bạn vào phần HSL color nè giữa cái màu xanh này á thì nó sẽ có cái màu vàng thì mình giảm cái màu vàng giảm saturation của cái màu vàng xuống thì các bạn thấy cái màu xanh đây cái viền đây nó đã đồng bộ màu xanh lá rồi nó đồng bộ hết rồi ha khi mà bạn muốn copy á, và bát qua nhiều tấm hình á, thì đầu tiên bạn vẫn chọn cái tấm hình mà bạn muốn copy đầu tiên là chọn mình lại chọn tấm này là tấm mình muốn copy ví dụ như mình muốn copy những thông số tấm hình này mình lấy chuột vô chọn nó rồi mình muốn bát qua ba tấm hình phía sau này đi thì mình có thể bốn tấm đi bốn tấm liền đó thì mình có thể giữ ship rồi mình chọn chuột trái các bạn thấy là năm tấm này nó đều nổi lên màu trắng và cái ở phía trên này nè bây giờ nó chuyển sang cái chữ sin chứ nó không còn là chữ previous như lúc nãy nữa bạn lấy chuột vô sin này thì Lightroom sẽ hiển thị lên một cái bảng Synchronize Setting. Nó giống như là cái bảng Copy Setting khi nãy thôi. Giờ bạn lựa chọn những thông số mà bạn muốn đồng bộ qua những cái tấm hình phía sau. Rồi bạn chắc cái thông số nào muốn đồng bộ nào không. Rồi sau đó bạn click chuột vô cái Synchronize này. Những tấm hình phía sau nó sẽ được áp những cái thông số bạn đã chỉnh của tấm phía trước này hết. ha Rồi ví dụ trường hợp bạn muốn đồng bộ thông số của cái tấm hình này qua những cái tấm lẻ tẻ ở phía trên này hoặc là những tấm ở phía sau này thì bạn chỉ cần cái tấm chọn tấm này đầu tiên rồi sau đó bạn chọn những cái tấm phía trước này như tấm hình này bạn giữ control bạn chọn thêm tấm này rồi bạn bấm xin rồi bạn bấm xin những thông số của tấm đầu tiên bạn chọn này nó cũng sẽ được áp qua những tấm phía trước này ha nguyên tắc hoạt động của phần synchronize này là nói như vậy nhé bạn cứ chọn nhiều tấm hình vô rồi vô cái oxy này nó sẽ thì cái oxy này nó sẽ nổi lên và nó đồng bộ từng tấm nó đồng bộ từ tấm hình đầu tiên mà bạn chọn qua những cái tấm hình khác bạn đã chọn phía sau vậy là mình đã cố gắng để giới thiệu tới các bạn gần như là tất cả các thanh công cụ để xem ảnh và chỉnh sửa ảnh trong cái phần library và develop rồi những cái công cụ mà mình có nhấn mạnh như phần masking mặt nạ thì mình có làm một cái clip riêng để nói về masking còn các phần như tone, kết color rồi color grading và coloration thì mình dùng để chỉnh màu blend màu nhưng quan trọng nhất vẫn là basic các bạn mới nên bắt đầu với basic trước tiên các bạn mở nhiều hình để tập thao tác với các thanh công cụ trong phần basic khi đã quen với basic thì các bạn mới chuyển qua các cái phần hiệu chỉnh màu sắc nếu như trong cái clip này các bạn có thắc mắc gì hay là cái phần nào chưa rõ các bạn đừng ngại các bạn comment bên dưới cho mình ha mình sẽ tổng hợp sắp xếp những cái vướng mắt của các bạn và những cái clip sắp tới mình sẽ cố gắng giải đáp những cái vướng mắt đó nếu thấy clip hay hữu ích thì xin các bạn cho mình một like mình làm clip này mất khá nhiều thời gian để biên soạn quay dựng rồi mới dám gửi tới các bạn trong clip này mình cũng muốn chỉnh, chỉnh sửa một vài tấm hình cho các bạn xem nhưng mà vì cái thời lượng clip nó đã quá dài rồi nên mình phải cắt qua một clip khác để theo dõi các clip mới của mình thì các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái nút chuông cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau